Mới được gặp lại tất cả các anh chị. Xin chào mọi người nha. Chào cả nhà nhé. Cả nhà đã ăn tối chưa ạ? Ngày hôm nay thì đặc biệt chúng ta sẽ không có MC hay là không có gì hết các anh chị nha. Nói chung là tối ngày hôm nay là tối của Hằng, cho nên là Hằng cân hết các anh chị. Cũng khá là lâu rồi Hằng mới gặp lại các anh chị đúng không ạ? Thì thực sự là lúc trước thì Hằng có hứa với một số các anh chị đại lý của mình á, là trong một năm mình thì sẽ có hai cái đợt đào tạo, đó là đợt 90 ngày tốc chiến vào tháng 7. Các anh chị đã được học tháng 7 rồi đúng không ạ? Và đợt này thì Hằng sẽ đào tạo lại, đó chính là đợt gần Tết các anh chị. Mình sẽ có một cái đợt là mình sẽ tập trung focus toàn bộ cái nguồn nhân lực của mình để mình có thể là mình bán hàng và mình chăm sóc được khách hàng của mình để mình tạo ra doanh thu tốt nhất các anh chị. Thì ngày hôm nay Hằng sẽ có một cái buổi gọi là mở đầu. Đáng ra là Hằng đã làm từ hồi giữa tháng rồi, nhưng mà do tại vì một số cái trục trặc các anh chị, Hằng phải có những cái chương trình, Hằng phải có những cái sự làm việc, có những cái kế hoạch làm việc cũng như là lên những cái chương trình hướng dẫn cho tất cả những các anh chị nhà cung cấp, là có những cái chương trình push sale cho toàn hệ thống công ty chúng ta, để chúng ta có thể có được những cái chương trình thưởng. Không biết là các anh chị đã biết được những chương trình thưởng cực kỳ lớn đến từ những nhãn hàng như là Fusion hay là Nông Lâm hay là C-Joy, tất cả những cái nhãn hàng mà hiện tại hoặc là đang có những cái chương trình support rất là tốt như thế, thì chắc chắn là các anh chị cũng sẽ thấy là mình sẽ có được những sự hỗ trợ rất tuyệt vời đến từ nhà cung cấp và đặc biệt là đến từ công ty đúng không ạ? BSAY. Trong cái đợt dịp cuối năm này là cái giai đoạn mà các anh chị nhất định là các anh chị cần phải tập trung hết sức vào cái việc là bán hàng các anh chị. Không biết là có anh chị nào là mình đã nắm hết toàn bộ những cái chương trình push sale, những cái chương trình là hỗ trợ promotion, không phải là dành riêng cho khách hàng mà là dành cho cả đại lý các anh chị, cho tất cả các anh chị đại lý mình được bắt đầu cái khóa huấn luyện bán hàng của mình, thì mình sẽ có những cái hoạt động là mình sẽ bắt đầu những cái chương trình bán hàng mà nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng từ nhà cung cấp cũng như là từ công ty BSAY Solution đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là như là team của chị Rose Nhung, chị Thía, chị Sự đúng không ạ, là cũng có những cái chương trình là 60 ngày tốc chiến này các anh chị, rất là hay, những cái chương trình đó tuyệt vời luôn. Và Hằng cũng rất là mong muốn là sắp tới sau Tết thì Hằng sẽ có những cái chương trình như vậy cho hệ thống của Hằng. Nên là rất là cảm ơn các chị đã cho em một cái ý tưởng rất là tuyệt vời, Hằng sẽ áp dụng cho hệ thống của Hằng trong thời gian sau Tết. Thì các anh chị cũng biết là chúng ta một năm như vậy chúng ta cũng chỉ có hai đợt để chúng ta đẩy doanh thu gọi là bùng cháy nhất, bùng nổi nhất các anh chị ha. Và Hằng nói luôn với các anh chị luôn, cứ tới Tết đó các anh chị, cứ tới Tết hoặc là cứ tới tháng 7, 90 ngày các anh chị, là hai cái tháng mà doanh thu của Hằng nó gấp 3, gấp 4, thậm chí là gấp 5, gấp 10, gấp 20 lần luôn các anh chị. Và đó là cái điều mà khiến cho Hằng cảm thấy rằng là ok, thì đây là tất cả những cái thời gian trong năm là Hằng chỉ bán tàn tàn thôi các anh chị, nhưng mà Hằng dành cái thời gian để Hằng xây dựng phát triển cái hệ thống kinh doanh của mình. Và đến tháng 7 của 90 ngày tốc chiến cũng như là tháng 12, tháng 1 là những cái tháng mà Hằng sẽ tập trung hoàn toàn để Hằng đẩy doanh thu cho tất cả các anh chị. Mình có thể là nhận được rất nhiều những cái chương trình đến từ nhà cung cấp và những chương trình đến từ BSAY để mình nhận được thưởng đúng không ạ? Nhận được thưởng nếu chúng ta bán hàng trong đợt này, và đặc biệt là gì ạ? Bánh chưng, bánh tét, nhân thịt đúng không các anh chị? Cái quan trọng là mình có bánh chưng, bánh tét, có khô bò, có rượu, có tất cả mọi thứ. Năm nay là sum vầy, mặc dù là Covid nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ấm no hơn, chắc chắn là sẽ sum vầy hơn, đặc biệt là dành cho tất cả các anh chị đại lý của BSAY. Các anh chị Hằng khẳng định với các anh chị điều đó luôn. Và như anh chị tin rằng là mình sẽ gọi là có một cái Tết ấm no trong cái đợt Tết này, mặc dù Covid rất là nhiều các anh chị, là công việc chính của mình nó không có được ổn lắm đúng không ạ? Hoặc là những cái ngành kinh tế khác nó cũng không có được ổn lắm, nhưng chắc chắn là BSAY sẽ là một cái nguồn thu nhập thêm để support và hỗ trợ cho các anh chị, cả gia đình của các anh chị trong cái đợt Tết này. Chúng ta sẽ có bánh chưng, nhân thịt đúng không ạ? Và như anh chị tin rằng là tháng 12 và tháng 1 này sẽ là cái tháng mà doanh thu bán hàng của mình, lợi nhuận bán hàng của mình nó sẽ gia tăng rất tuyệt vời. Và nghĩ là chúng ta sẽ có được những cái khoản thu nhập thêm để gia đình chúng ta có thể là ăn uống một cách thoải mái nhất. Các anh chị ơi, thực sự ra là ngày hôm nay á, là Hằng rất là vui cái Hằng không nghĩ là Hằng chỉ dự tính thôi các anh chị. Tức là ban đầu là Hằng chỉ có cái Zoom 500 thôi. Sorry các anh chị có nghe ồn lắm người ta, tại vì Hằng đang cho robot chạy á. Không biết là Hằng ban đầu á, Hằng chỉ là dự tính 500 thôi các anh chị. Nhưng mà bây giờ á, là Hằng đăng lên trên Facebook của Hằng thì Hằng thấy các anh chị là xin link quá nhiều. Cho nên là Hằng cũng đã backup là Hằng xin mượn Mai Hậu một cái Zoom 1000 các anh chị. Nhưng mà Hằng không ngờ, Hằng chỉ nghĩ là chắc khoảng 600-700 gì thôi, nhưng không ngờ bây giờ 950 rồi các anh chị.
Tại vì tối ngày hôm nay cũng có khá là nhiều những cái lịch học khác đó các anh chị, cho nên là anh chị nào mà mình cảm thấy là hôm nay là không phù hợp với các anh chị lắm thì các anh chị có thể chuyển sang Zoom khác nha. Lỡ nhiều khi các anh chị kỳ vọng quá, xong vào đây các anh chị nghe hàng đào tạo dở quá, xong rồi các anh chị rời Zoom, các anh chị đi sang Zoom khác, các anh chị học cũng được, không sao hết các anh chị nha. Ok, thì ngày hôm nay á, ngày hôm nay các anh chị, là Hằng cũng xin phép Hằng giới thiệu về bản thân của mình một tí xíu. Không biết là các anh chị có nghe ồn không ạ? Để Hằng tắt cái robot nha, các anh chị đợi Hằng 1 phút 30 giây. Rồi ok. Sorry các anh chị nha. Nãy giờ hình như là host không có spotlight mình lên, giận host luôn á. Rồi ok. Các anh chị thấy Hằng rõ chưa ạ? Nhiều khi nghe tiếng nhưng mà không biết Hằng là ai nữa đúng không? Rồi ok. Hello mọi người nha, vẫn còn nhiều anh chị ở phòng chờ, Hằng sẽ nhờ host là duyệt các anh chị giúp Hằng trong quá trình Hằng đào tạo, Hằng sẽ không có nhìn thấy cái khoảng tin nhắn các anh chị ha. Rồi, ok các anh chị. Thì trước khi mà mình bắt đầu cái Zoom này á, thì Hằng cũng chia sẻ với các anh chị một chút xíu luôn. Đó là mình sẽ không có, mình sẽ hạn chế các anh chị ha. Nói chung là các anh chị bật cam cũng được, mà không bật cam cũng được, không sao hết, không quan trọng. Trong cái Zoom của Hằng học rất là thoải mái các anh chị. Các anh chị thích làm gì thì làm, không có vấn đề gì cả. Miễn sao là các anh chị được, không cần các anh chị phải nhắn tin lên cái phần khung chat là xin phép và tắt cam các anh chị nha. Không có cần đâu các anh chị, cứ thoải mái đi. Zoom này của Hằng thì Hằng tự mở thôi, cho nên các anh chị cứ thoải mái, các anh chị cứ để như vậy thôi, không vấn đề gì cả. Mình cứ tắt cam, mình bận gì mình tắt cam, mình nghe cũng được, không sao các anh chị ha. Cái thứ hai là các anh chị mình là mình, nếu mà mình cảm thấy Hằng đào tạo không được hay lắm á, thì các anh chị cuối giờ các anh chị cứ rời Zoom bình thường lặng lẽ các anh chị nha, đừng nhắn lên Zoom là xin phép rời Zoom hay xin phép này kia các anh chị ha. Mình cái đó thì Hằng, bản thân Hằng thì Hằng cũng cảm thấy bình thường thôi, không có gì cả. Nhưng mà cái vấn đề là nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những anh chị đang học trong cái phòng Zoom ngày hôm nay, cho nên các anh chị mình thấy không hay thì các anh chị cứ rời Zoom bình thường, không vấn đề gì cả các anh chị ha. Nó vẫn chẳng ảnh hưởng cái mood của Hằng đâu, nhưng mà Hằng sợ là nó sẽ trôi đi những cái tin nhắn của các anh chị mà đặt câu hỏi đấy. Thì các anh chị cố gắng ha. Ngày hôm nay thì cái nội dung của Hằng nó thực sự ra là Hằng bình thường Hằng sẽ đào tạo vào 5 giờ sáng, là một cái khung giờ mà gọi là Hằng rất là thích để đào tạo. Tuy nhiên á, là cái khung giờ đó các anh chị là hiện tại bây giờ có quá nhiều chương trình nhà cung cấp, Hằng sẽ nhường xong cho các anh chị nhà cung cấp. Thứ hai á, là cái chương trình đó là nó chỉ có 1 tiếng thôi, các anh chị phải đi học, đi làm sớm đúng không ạ? Cho nên là Hằng thực sự là Hằng rất là tiếc khi mà Hằng không có đủ thời gian để mà Hằng có thể chia sẻ hết tất cả những cái bí kíp của Hằng và cho các anh chị. Thực sự ra là Hằng giới thiệu bản thân Hằng tí ha các anh chị ha. Thì trước khi Hằng đến BC á, thì Hằng đã có khoảng tầm là 5 cho đến 6 năm là Hằng kinh doanh ở bên ngoài các anh chị. Hằng vừa ra trường thì Hằng đã bắt đầu Hằng đi học tập và Hằng đi làm ở trong những công ty và làm giữ những cái chức vụ quản lý các anh chị. Nói chung là cách đây khoảng tầm 7 năm á, thì lương của Hằng ở đâu đó khoảng 1.000 đô các anh chị. Nhưng mà sau đó các anh chị, sau đó thì các anh chị biết sao mà sau đó là Hằng không có chấp nhận, bởi vì cơ bản là Hằng sinh ra trong một cái gia đình nó cũng điều kiện cũng đầy đủ các anh chị, cho nên Hằng thấy ba mẹ Hằng là kinh doanh, cho nên năm ra là Hằng cũng rất là thích kinh doanh. Và Hằng thực sự là Hằng không bao giờ Hằng nghĩ là gì cuộc đời của mình không bao giờ mà có thể là sống trong một cái gọi là sự thiếu thốn được các anh chị, cho nên Hằng bắt buộc là Hằng phải phải tự do tài chính. Và ngay năm 18 tuổi là Hằng đã ngay lập tức là cho mình một cái plan, một cái kế hoạch trong vòng 10 năm các anh chị, 10 năm và Hằng phải thành công và Hằng phải ít nhất là phải có được một cái gì đó trong cái cuộc đời của mình, trong sự nghiệp của mình, ít nhất mình có một cái tài sản gì đó, hoặc là ít nhất mình phải có một cái tự do về tài chính và tự do về thời gian để mình có thể có được những cái điều mình mong muốn trước năm 30 tuổi các anh chị. Hằng tính là 28 tuổi nhưng mà các anh chị hơi trễ chút xíu, là đến mãi đến năm 30 tuổi thì Hằng bắt đầu Hằng mới thực hiện được những cái mục tiêu của mình. Nhưng mà không sao hết các anh chị, cái quan trọng là mình có thực hiện được, mình hoàn thành được các anh chị, nó hơi trễ một chút xíu thôi, nhưng cuối cùng cái kết quả cuối cùng là cái quan trọng nhất, là bạn tự tin với cái điều đó và bạn nhất định bạn sẽ làm được, đúng không ạ? Cho nên là thành ra là đến mãi đến năm khoảng tầm là 26 tuổi các anh chị, 26 tuổi thì Hằng vẫn còn đang bấp bênh, Hằng vẫn còn đang bấp bênh, và Hằng gọi là Hằng đã trải qua rất nhiều kinh doanh, như Hằng đã từng mở kinh doanh, mở một cái cửa hàng cà phê, Hằng đã từng mở một cái cửa hàng cà phê các anh chị, cứ mỗi lần mở mắt ra một cái thôi là bay đâu đó khoảng tầm vài chục triệu các anh chị. Mà các anh chị biết là cách đây khoảng tầm là
năm sáu năm á, thì cái việc mà mở một quán cà phê mà vay mấy chục triệu như vậy thì thực sự là nó rất là nhiều các anh chị. Với một cái người trẻ như Hằng nữa thì cái đó là rất là nhiều luôn. Tiếp theo sau đó là Hằng kinh doanh truyền thống, xong thì Hằng chuyển qua Hằng kinh doanh đa cấp các anh chị. Hằng có làm kinh doanh đa cấp một thời gian, sau đó cũng không có thành công các anh chị. Và sau đó mình chuyển qua mình kinh doanh bất động sản cũng không thành công các anh chị. Rồi sau đó mình chuyển qua tiếp tục là kinh doanh về đầu tư tài chính các anh chị, cũng không thành công luôn các anh chị. Thực sự ra là không nói là không thành công thì không đúng, gọi là phải nói là từ là thất bại luôn các anh chị, chứ không phải là không thành công, thất bại luôn các anh chị. Tức là sau cứ mỗi lần mình kinh doanh là mình mất đâu đó vài chục đến vài trăm triệu các anh chị. Và đến với BSay á thì trong tay Hằng lúc đó cái số nợ của mình nó lên đến gần 1 tỷ các anh chị. Không biết là có anh chị nào là bắt đầu với hai bàn tay trắng và bắt đầu với con số 0, thì Hằng nghĩ là chắc chắn là cái gì ạ? Cái việc mà các anh chị mình vẫn còn rất là may mắn hơn Hằng rất là nhiều, bởi vì các anh chị bắt đầu bằng con số 0, còn Hằng thì bắt đầu bằng con số âm 1 tỷ các anh chị. Không biết các anh chị nào ở đây đang bị âm không ạ? Bắt đầu với BSay mà vẫn bị âm các anh chị, có anh chị nào như thế không? Ôi 1.000 nữa các anh chị. Hằng rất là xin lỗi các anh chị ở ngoài phòng Zoom bên ngoài nha. 1.000 rồi. Hằng không nghĩ là nhiều như thế các anh chị. Rồi khóa học của Hằng thì có tới khoảng tầm là 8 buổi các anh chị. 8 buổi và Hằng sẽ đào tạo liên tục. Một tuần Hằng sẽ đào tạo 2 buổi. Cho nên là các anh chị mình không học một buổi này thì các anh chị có thể học được buổi sau, không vấn đề gì cả các anh chị ha. Nhưng mà 8 buổi này thì nó sẽ nội dung hơi khác nhau một tí. Ok ha. Mà Hằng khẳng định với các anh chị luôn, sau 8 buổi này các anh chị sẽ có được những cái kết quả rất là tuyệt vời. Cho nên các anh chị cố gắng là các anh chị học hết các buổi giúp cho Hằng nha. Rồi, thì nãy Hằng đang nói đến cái việc là mình bắt đầu với BSay bằng con số âm nợ 1 tỷ các anh chị ha. Rồi sau đó là bước vào BSay các anh chị, thì anh Sơn á, anh có nói với Hằng một câu là anh CEO của mình đó các anh chị. Anh nói một câu đơn giản với các anh chị là giờ là nói chung á là anh không có gì nhiều. Nói chung là anh chỉ có một cái kế hoạch và một cái mục tiêu nó khá là lớn, cho nên là anh chia sẻ với em như thế này. Bắt đầu anh chia sẻ các anh chị và lúc đó thì là trên răng dưới dép và hai anh em ngồi nói chuyện với nhau, và cuối cùng các anh chị là sau 3 năm anh Sơn đã làm được điều đó các anh chị. Và Hằng cảm thấy càng ngày Hằng càng cảm thấy có cái niềm tin hơn vào cái hoạt động kinh doanh của mình, và có niềm tin hơn vào cái người leader của mình, đó chính là anh CEO Sơn Nguyễn các anh chị. Anh không có hướng dẫn cho Hằng bất kỳ kỹ năng bán hàng, anh không hướng dẫn cho Hằng bất kỳ kỹ năng tuyển dụng, anh cũng không hướng dẫn cho Hằng bất kỳ những kỹ năng nào chăm sóc khách hàng hết các anh chị, và phải làm như thế nào để thành công, anh không nói gì hết. Anh chỉ nói một câu đơn giản thôi, bí kíp 4 từ các anh chị. Bí kíp 4 từ mà Hằng hay chia sẻ với những anh chị cũ chắc chắn là cũng đã biết rồi. Đó là Hằng hỏi anh Sơn là anh ơi bây giờ làm sao để em có thể là thành công tại cái kinh doanh này, và em rất muốn thành công, em rất rất muốn thành công, bây giờ anh muốn anh làm sao là cho em có thể đạt được thành công. Thì anh Sơn nói đúng 4 chữ các anh chị, đó là làm lâu thì lên. Cái câu này là Hằng nói với các anh chị, nhưng mà các anh chị đừng nói lại với anh Sơn nha các anh chị nha. Anh Sơn bây giờ là ở một cái đẳng cấp khác rồi các anh chị đừng nói cái câu đó nữa nha. Nhưng mà ngày xưa anh Sơn nói với Hằng cái câu đó đơn giản thì các anh chị, đó là làm lâu thì lên các anh chị. Làm lâu thì lên có nghĩa là ở đây Hằng đã kinh doanh BSay được 4 năm trước khi cả BSay thành lập các anh chị. Trước khi cả BSay thành lập luôn, tức là BSay thành lập đến nay là sinh nhật vừa rồi đón 3 năm đúng không, nhưng mà Hằng làm trước cái ngày thành lập BSay luôn là 4 năm, đồng hành cùng với đội ngũ lãnh đạo ban đầu của anh CEO Sơn Nguyễn và một số anh chị core team, và thời gian đầu cũng chẳng biết gì hết các anh chị, năng lực không có, kỹ năng không có, chưa từng kinh doanh. Trước đó Hằng cũng kinh doanh online rồi, nhưng mà sau đó kinh doanh online nó vẫn là cái kiểu truyền thống, các anh chị vẫn phải nhập hàng, vẫn phải thuê nhân sự bán hàng rồi quản lý kho bãi này kia, nên là cũng khá là vất vả, khá là cực. Nhưng mà từ khi mình kinh doanh với BSay đến bây giờ các anh chị, từ khi mình kinh doanh BSay đến bây giờ thì mình cảm thấy mọi cái cuộc sống của mình giống như là một cái gọi là thiên đường các anh chị. Thực sự là nó như thiên đường luôn. Tại vì bây giờ á, các anh chị biết không ạ, 2 năm trời liền ròng rã là Hằng không có kết quả gì tại kinh doanh BSay các anh chị. Nhưng mà đến năm thứ 3, kinh doanh của Hằng nó bùng nổ, bùng cháy một cách khủng khiếp. Mà Hằng nói với các anh chị luôn là nếu như mà có một cái từ gọi là cảm ơn dành cho hai người đàn ông, thì người đàn ông đầu tiên đó là gì ạ? Là ba của Hằng đã đẻ ra Hằng, đã sinh ra Hằng. Và cái người đàn ông thứ hai mà phải cảm ơn đó chính là anh CEO Sơn Nguyễn các anh chị. Biết ơn vô cùng vì đã cho mình có một cái hoạt động kinh doanh rất là tuyệt vời. Và bây giờ trong dịch Covid mà Hằng vẫn có thể rất tự do thoải mái, Hằng thích thì Hằng đi chơi, Hằng thích thì Hằng đóng máy, Hằng nghỉ, Hằng làm. Và Hằng chỉ có việc là lên online và Hằng chia sẻ và Hằng đào tạo và Hằng hướng dẫn cho mọi người vậy thôi các anh chị. Đơn giản Hằng không cần phải đi đâu cả, nhưng mình vẫn có kết quả rất tốt. Cho nên Hằng xin chúc mừng tất cả các anh chị ngay hôm nay.
các anh chị đã có một cái sự quyết định rất là tuyệt vời, là các anh chị đã có một cái sự thay đổi trong cái việc là tư duy mình từ một người đi làm công, các anh chị ha. Từ một người đi làm công, mình có thể là bắt đầu mình nhen nhóm những cái gọi là những cái ý tưởng và những cái kế hoạch để có thể có kinh doanh, để có thể có hoạt động kinh doanh nó tốt hơn, và chúng ta có thêm một nguồn thu nhập nữa cho gia đình của mình. Và biết đâu các anh chị ha, sau 3 đến 5 năm giống như Hằng thì các anh chị sẽ có một cái cuộc sống Hằng phải nói là như thiên đường, các anh chị nói như thiên đường. Nhưng mà đó là phải sau 3 đến 5 năm các anh chị nha, không phải là 3 tuần hay 3 tháng hay là 3 ngày, mà là 3 năm các anh chị, mà là 3 năm, được không ạ? Cho nên á là các anh chị ở đây mới vào 3 tuần, mới vào 3 ngày, mới vào 3 tháng làm chưa có kết quả xong nản, nó bảo là thôi bây giờ chắc không phù hợp kinh doanh này. Thế thì bây giờ các anh chị làm 3 năm như Hằng đi, rồi các anh chị hãy nói. Các anh chị nhìn thấy những cái gì màu hồng bây giờ của Hằng á, nó là chỉ là bề mặt các anh chị. Còn các anh chị đâu biết rằng là ở đằng sau đó là Hằng đã trải qua những cái khó khăn, những cái thay đổi bản thân như thế nào để được như bây giờ. Ngày xưa mà Hằng thuyết trình đó các anh chị, nói không ai nghe các anh chị, nói không ai nghe, và không bao giờ dám ngồi trước một cái Zoom mà cả ngàn người này mà nói như thế này đâu các anh chị. Tự tin đào tạo bán hàng ngày xưa bắt đầu với việc là không biết bán hàng. Bán hàng dở nhất trong tất cả mọi người, tất cả các leader như chị Mai Hậu, anh Liên Nguyễn, chị Ti Ti là những người đầu bán hàng rất xuất sắc. Và Hằng là một người bán hàng tệ nhất trong nhóm các anh chị. Hằng tệ, thua anh Hoàng Vũ, thua anh Quốc Vũ, thua chị tất cả mọi người bán hàng trong đội nhóm core team. Leader là gần như là Hằng bán hàng dở nhất các anh chị. Nhưng mà sau đó một thời gian thì sau khi quá trình đó các anh chị, Hằng đã thay đổi và lột xác bản thân mình, và Hằng đã bắt đầu Hằng học hỏi tất cả những cái chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới. Các anh chị có thể là tìm cho Hằng những cuốn sách người đi bán hàng thành công mà không giúp cho mình thay đổi được cái tư duy. Ban đầu cái tư duy nó quan trọng nhất các anh chị, cái tư duy là cái quan trọng nhất của một người đi bán hàng. Nếu như các anh chị chưa thay đổi được cái mindset của mình á, thì đừng bao giờ bước chân vào ngành bán hàng, mà cũng đừng bao giờ đi kinh doanh các anh chị. Bởi vì sao? Mình vẫn còn mang được cái tư duy, cái tư tưởng của người làm công, đúng không ạ? Là người làm ăn lương, làm công ăn lương. Thì bây giờ làm sao mà mình chuyển qua mình đi bán hàng? Một cái người làm nhân viên văn phòng bây giờ chuyển qua làm bán hàng, thì bây giờ phải làm sao các anh chị? Bây giờ phải làm sao? Phải thay đổi, đúng không ạ? Phải thay đổi, và thay đổi chính cái tư duy từ bên trong của mình. Thay đổi, muốn thay đổi cái hành động, muốn thay đổi cái kết quả, thì đầu tiên phải thay đổi cái tư duy đã. Ok không ạ? Phải thay đổi tư duy đã. Đầu tiên các anh chị tìm cho Hằng những cuốn sách. Thứ nhất là sách Think Rich and Grow Rich của Napoleon Hill các anh chị. Tiếp theo các anh chị đọc cho Hằng cuốn sách là Bí mật tư duy triệu phú của T.H. Eker các anh chị. Và thứ ba là các anh chị, nếu mà các anh chị muốn đọc về Kim Tứ Đồ mà anh Sơn hay đào tạo cho các anh chị, Kim Tứ Đồ đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ học đọc cho Hằng bộ sách là Dạy Con Làm Giàu, tập 2 là nó có nói về cái Kim Tứ Đồ các anh chị ha. Và tập 11 thì nó có nói về kinh doanh hệ thống các anh chị. Và tập sách tiếp theo đó là sách Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng của Brian Tracy, được chưa? Đó là người mà Hằng thường xuyên đọc, đã thay đổi được cái tư duy bán hàng của Hằng và đã thay đổi được cái con người của Hằng luôn các anh chị. Khi mà mình đi bán hàng mình rất là e dè, nhưng mà hai cuốn sách đó nó đã làm mình thay đổi. Thứ ba đó là về cái khóa học 10 buổi trên YouTube của Jordan Belfort các anh chị. Jordan Belfort là của Sói Già Phố Wall ha. 10 tập bán hàng đường thẳng. Các anh chị đọc, các anh chị chỉ cần học hết cho Hằng những cái đó thôi, Hằng đảm bảo các anh chị luôn. Thứ nhất là tư duy của mình sẽ chuyển từ tay trái Kim Tứ Đồ chuyển sang tay phải Kim Tứ Đồ. Thứ hai là các anh chị sẽ hiểu rõ về cái công thức bí mật của người làm giàu các anh chị ha. Thực ra là tất cả những cái khóa học làm giàu, các thứ ở trên Việt Nam là hiện tại các anh chị, là đa phần là lấy từ sách các anh chị, lấy từ sách và từ những cái người mà đã thành công, tức là những cái triệu phú họ đã thành công, họ đào tạo lại thôi các anh chị. Cho nên các anh chị muốn học nhanh á, các anh chị muốn thay đổi nhanh á, ngoài cái việc các anh chị đi học Zoom như thế này nè, các anh chị giúp cho Hằng đọc sách, các anh chị giúp cho Hằng nghe audio, các anh chị giúp cho Hằng xem những cái câu chuyện của những người thành công như là Jack Ma, như là Steve Jobs, như là Bill Gates, đúng không ạ? Warren Buffett, đó là những cái người mà các anh chị cần phải thường xuyên các anh chị nghe những cái câu chuyện của họ. Vì đó chính là cái nguồn động lực lớn nhất để giúp cho các anh chị duy trì cái kinh doanh của mình, được không ạ? Nên là cố gắng nhất cho Hằng là mình phải thường xuyên mình nâng cấp bản thân mình bằng việc mình đọc sách, bằng việc mình nghe audio, bằng việc mình đọc những câu chuyện của người thành công, được chưa? Ok các anh chị ha. Những cuốn sách mà Hằng vừa đọc, Hằng nhắc lại, thứ nhất là Bí Mật Tư Duy Triệu Phú của T.H. Eker các anh chị ha. Thứ hai là cuốn sách là Think Rich and Grow Rich, là Nghĩ Giàu Làm Giàu. Và thứ ba là cuốn sách
Dạy con làm giàu của dạy con làm giàu dạy con làm giàu của tự nhiên quên mất ông Kim Tứ Đồ các anh chị. Kim Tứ Đồ á, các anh chị nhớ không? Tập 2 á, tập 2 của Kim Tứ Đồ là dạy con làm giàu, được chưa? Dạy con làm giàu, đúng rồi. Và tập 11 các anh chị Robert Kiyosaki, đúng rồi. Tên tiếng Nhật hơi khó nhớ một tí, Robert Kiyosaki, đúng rồi các anh chị. Ha. Đúng rồi, chị Hương Thu là có nhắn lên 10 tập bán hàng của Jordan Belfort các anh chị. Những đòn tâm lý trong bán hàng. Cái này nó đều có sách hết, các anh chị cứ lên Tiki hay Lazada gì các anh chị search một cái thôi là nó ra một loạt sách, các anh chị lấy về các anh chị đọc hết cho hàng. Đọc hết tất cả những cuốn sách đó thì các anh chị sẽ thành người thành công các anh chị. Đọc xong các anh chị sẽ thay đổi tư duy của mình, và từ cái tư duy đó nó sẽ hình thành cho mình một cái thói quen của người thành công. Và lúc đó các anh chị sẽ tự động, các anh chị sẽ trở thành một cái người chịu đi làm việc, chịu hành động và chịu kinh doanh, và chịu vượt qua những cái vấn đề của trong cái quá trình mình đi kinh doanh. Các anh chị có biết anh CEO Sơn Nguyễn của mình, anh Sơn là đọc cả ngàn đầu sách không các anh chị? Từ lúc mà anh bắt đầu đi khởi nghiệp đến giờ là anh đọc cả ngàn đầu sách các anh chị. 1000 đầu sách, hàng thì không tới đâu các anh chị. Nhưng hàng yêu cầu các anh chị đọc những cuốn sách như vậy thôi là nó cũng đã giúp cho các anh chị hiểu được và sơ sơ về cái hoạt động kinh doanh của mình, cũng như là các anh chị đã có được cái kỹ năng về bán hàng căn bản để các anh chị đủ để các anh chị đạt được cái kết quả trong cái kinh doanh này, giống như hàng ở hiện tại, đúng không ạ? Và một số các anh chị tổng đại lý ở hiện tại. Ok các anh chị nha, cố gắng đọc hết những cuốn sách đó cho hàng. Rồi, bây giờ hàng sẽ xin phép là hàng sẽ share cái slide của mình các anh chị nha. Rồi, nói hơi nhiều rồi các anh chị. Bây giờ phải share slide thôi chứ không mất công các anh chị nói là sao toàn nói về bản thân của mình nữa mà. Nhưng mà sorry các anh chị nha, cái buổi đầu tiên á là có nhiều anh chị mới quá, cho nên ngày hôm nay nhiều khi á các anh chị cũng không biết Hằng là ai, tự dưng lên đây ngồi nói các anh chị bắt các anh chị phải nghe, đúng không ạ? Cho nên là hôm nay Hằng sẽ dành 30 phút đầu Hằng giao lưu với các anh chị và Hằng chia sẻ các anh chị về cái bản thân của Hằng tí xíu để các anh chị nắm rõ. Còn những cái buổi tiếp theo thì Hằng sẽ không giới thiệu lại các anh chị nha. Rồi, ok, bây giờ thì các anh chị đã sẵn sàng bắt đầu vào cái buổi chia sẻ của Hằng ngày hôm nay được chưa? Đầu tiên, việc đầu tiên anh chị mình sẽ Hằng buổi đào tạo của Hằng, khóa đào tạo của Hằng sẽ có khoảng tầm 7-8 buổi các anh chị. 7-8 buổi, và trong đó cái buổi đầu tiên là mình sẽ nói về cái thiết lập về tư duy bán hàng thành công. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái quy trình để mình có thể trở thành một cái người bán hàng chuyên nghiệp, các anh chị cần phải làm những cái bước như thế nào. Và cái buổi thứ ba chúng ta sẽ có được học về cái cách xây dựng cái brand cá nhân của mình để mình tạo được cái mình làm một cái người influencer, một cái người một cái người có thể là có sức ảnh hưởng với cộng đồng các anh chị, và làm sao đó để mình xây dựng được cái cộng đồng cho riêng mình. Và tiếp theo là mình sẽ, sau khi mình xây dựng cộng đồng xong thì mình sẽ khai thác cái cộng đồng đó như thế nào, bằng việc là bán hàng và chốt sale như thế nào, tiếp cận khách hàng ra làm sao, kỹ năng chốt sale và các câu từ, cái ngôn từ để mình có thể là chốt sale bán hàng khách hàng một cách là bán hàng đường thẳng theo hệ thống bán hàng đường thẳng. Và cuối cùng là xử lý từ chối, chốt sale khách hàng và thiết lập những cái mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng sau bán hàng. Thì Hằng sẽ có những cái buổi học như thế, là Hằng sẽ chia sẻ dành cho tất cả các anh chị. Mình cứ cố gắng mình học hết các buổi các anh chị ha. Thì Hằng sau các buổi đó thì Hằng khẳng định với các anh chị luôn, sau 7-8 buổi đó thì các anh chị từ một cái người là không biết gì về bán hàng, các anh chị có thể trở thành người bán hàng xuất sắc các anh chị. Nhưng mà nhớ giúp cho Hằng là sau một buổi học các anh chị cần phải thực hành, được chưa? Người ta gọi là học làm và giàu các anh chị. Có bao giờ mà học á mà giàu được không các anh chị? Hằng không bao giờ nói các anh chị học 18 năm đại học, 18 năm trung học và 4 năm đại học xong các anh chị giàu được hết. Không có ai như vậy hết các anh chị. Mình phải học mà mình phải làm các anh chị. Mình làm rồi mình mới giàu, đúng không? Chứ không thể nào mình học mà mình giàu được. Các anh chị bỏ bước làm là không được. Hoặc là ngược lại các anh chị ạ, các anh chị làm và các anh chị giàu nhưng các anh chị lại không học, các anh chị không nâng cấp kiến thức cho bản thân mình mỗi ngày và các anh chị không biết rút kinh nghiệm tại sao mình làm mình thất bại, thì không bao giờ các anh chị có thể trở thành người giàu có được, đúng không ạ? Không bao giờ trở thành người thành công được. Cho nên luôn luôn ba cái từ mà nó đi sâu trong đầu của mình là gì ạ? Học, làm và giàu các anh chị, luôn luôn đi kèm với nhau và nó là cả chuỗi quy trình. Ok không ạ? Rồi. Ok ha, cố gắng học hết các buổi đó giúp cho Hằng. Những cái bài đào tạo tiếp theo của Hằng, Hằng sẽ post lên cái Facebook của Hằng để các anh chị mình cứ follow trên đó các chị ha. Rồi. Đầu tiên á các anh chị nhớ giúp cho Hằng nè. Các anh chị ghi xuống giúp cho Hằng nha. Người thành công là một cái người có kế hoạch cuộc đời chứ không chỉ có kế hoạch kinh doanh các anh chị. Các anh chị nhớ giúp cho Hằng điều này ha. Người thành công là một cái người, đa phần các anh chị hay hỏi, bắt đầu với B-side các anh chị hay hỏi Hằng rằng là Hằng ơi bây giờ là anh phải làm như thế nào, Hằng ơi bây giờ anh phải làm sao để anh thành công, đúng không? Bây giờ em cho anh một cái kế hoạch để anh có thể thực hiện được, làm sao em trở thành tổng đại lý, làm sao trở thành 3 sao, đúng không?
Nhưng mà Hằng xin thưa với các anh chị luôn, cái người thành công á, người ta không bao giờ chỉ đơn thuần là người ta lên một cái kế hoạch kinh doanh. Ví dụ như Hằng nói ở B-Side không đáp ứng được cho các anh chị những cái điều mà các anh chị mong muốn á, thì có phải là các anh chị sẽ rời bỏ B-Side và các anh chị kiếm một cái kinh doanh khác, đúng không ạ? Nhưng mà Hằng nói với các anh chị, nếu như các anh chị kiếm một cái kinh doanh khác, gọi là đứng núi này trong núi nọ, và liên tục trong cuộc đời sự nghiệp của mình á, mình cứ làm hoài không bao giờ mà thành công được các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc đời mình đâu có được sắp xếp. Bởi vì cuộc đời mình đâu có gì ạ? Mình đâu có kế hoạch đâu. Mình không có kế hoạch cho cuộc đời của mình, đúng không? Mà mình cứ để cho cuộc đời của mình nó trôi theo cái định mệnh. Rất là nhiều người gọi là định mệnh, là số mệnh, là số phận của tôi là nghèo rồi, số phận của tôi là an phận, tức là bình ổn, an, gọi là đều đều, không bao giờ mà giàu được. Tức là ngay từ trong cái suy nghĩ lúc mà đẻ ra các anh chị là đã fail rồi, các anh chị đã fail rồi. Ngay từ cái lúc đó mà đã suy nghĩ cho mình là trời ơi, chắc là cái cuộc đời này là người ta giàu thôi chứ mình không giàu nổi. Thế thì các anh chị đã rớt ngay từ cái vòng gửi xe rồi, các anh chị rớt ngay từ vòng gửi xe rồi, đúng không ạ? Nên là cái người thành công ở đây á, là các anh chị hãy vạch ra cho Hằng một cái kế hoạch cuộc đời của các anh chị. Tức là các anh chị phải hiểu được rằng trong cuộc đời mình sinh ra để mình làm cái gì. Who, trả lời 4 câu hỏi như Hằng ấy nói là who, là mình là ai, đúng không ạ? Mình sẽ là ai trong cuộc đời này? 60 năm cuộc đời của mình sinh ra thì mình sẽ là người như thế nào? Mình phải định vị các anh chị. Mình phải định vị là mình là người như thế nào, đúng không? Chứ còn mình đơn giản mình chỉ nghĩ nó là thôi mình cứ an bài mình như thế này thôi, thì đảm bảo các anh chị luôn 1000% với các anh chị luôn, cuộc đời các anh chị nó sẽ y chang những gì trong đầu các anh chị đang suy nghĩ. Hãy cẩn thận với cái ước mơ của mình, bởi vì nếu cái ước mơ của mình á là nhỏ các anh chị, thì cái cuộc đời của mình nó cũng nhỏ nhỏ như cái ước mơ của mình đang suy nghĩ thôi, các anh chị hình dung mà. Còn ước mơ mình đủ lớn á, thì cái cuộc đời và cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ lớn như cái ước mơ của mình, các anh chị hình dung không? Cho nên người ta nói là hãy cẩn thận với cái ước mơ của bạn. Nếu mà bạn ước mơ không đủ lớn thì cái cuộc đời của bạn nó y chang những gì suy nghĩ, đúng không? Bởi vì sao? Tư duy nó tạo ra suy nghĩ nó tạo ra hành động, và hành động nó sẽ tạo ra kết quả, các anh chị, đúng không ạ? Ok, đây là đầu tiên, các anh chị hãy nhớ giúp cho Hằng nha. Rồi ok, đầu tiên á, thì các anh chị hãy nhớ giúp cho Hằng là người thành công có kế hoạch cuộc đời, các anh chị vẽ ra cho Hằng năm 30 tuổi làm gì, năm 35 tuổi làm gì, năm 40 tuổi làm gì, năm 50, 60 tuổi làm gì. Mình phải có một kế hoạch dài hạn như thế các anh chị, mình mới biết được rằng là ai cuộc đời mình là như thế nào. Và trong cái kế hoạch kinh doanh B-Side nó chỉ là một phần để giúp cho thực hiện được những mục tiêu trong cuộc đời của các anh chị thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng B-Side là một cái sự nghiệp các anh chị nha. Đừng bao giờ nghĩ rằng B-Side là một sự nghiệp của các anh chị. Nó chỉ là một cái chạm dừng cho các anh chị thôi. Nó chỉ là một cái chạm dừng, một cái đòn bẩy, một cái công cụ, một cái phương tiện để chở các anh chị về những cái đích đến của các anh chị thôi. Cho nên nếu như anh chị nào nhìn B-Side như một cái gọi là sự nghiệp, gọi là cả cuộc đời mình đi theo á, thì cái đó là thằng khuyên các anh chị không nên, các chị ha. Không nên các anh chị nhá. Mình chỉ tập trung là cuộc đời của mình có những cái móc, cột móc như thế. Và B-Side sẽ là một trong những cột móc đánh dấu những cái bước ngoặt của mình, và nó sẽ giúp cho mình thực hiện được những cái mục tiêu của mình mong muốn. Ok không ạ? Nên mình phải có cuộc đời, kế hoạch cuộc đời các anh chị ha. Tiếp theo, nãy Hằng có nói với các anh chị, sau khi mình có kế hoạch cuộc đời xong, mình phải cho mình ba cái lý do. Lý do thứ nhất là các anh chị lựa chọn B-Side. Lý do thứ hai là lý do phải làm B-Side. Và lý do thứ ba là cái giai đoạn và cái thời điểm là gì ạ? Nhất định phải thành công cùng với B-Side. Các anh chị hình dung mà mình sẽ có ba cái ý các anh chị. Mình có ba cái ý, và cả ba cái câu hỏi này mình phải tự trả lời nha, không ai trả lời được cho mình. Cái đầu tiên á, là các anh chị bước đến B-Side những cái ngày đầu chập chững, đúng không? Trong một tuần, một tháng đầu tiên, các anh chị tìm ra cho Hằng cái lý do mình lựa chọn B-Side là trong một tuần đầu tiên các anh chị bước đến cái khóa phong thu, đúng không ạ? Tuần tiếp theo các anh chị phải chọn ra cho mình lý do mình phải làm B-Side. Phải nhanh lên các anh chị, trong vòng 1 đến 2 tuần các anh chị phải tìm ra cho mình những cái lý do mình phải làm B-Side các anh chị. Và các anh chị tham gia B-Side, các anh chị tìm hiểu B-Side khoảng tầm một vài tháng, các anh chị sẽ có được cho mình là hiểu rất rõ về B-Side và đã trải nghiệm những cái hoạt động kinh doanh của B-Side. Và các anh chị nghe những cái câu chuyện thành công, những cái câu chuyện ước mơ của những người khác, nhìn thấy được Hằng mà nhìn thấy chị Thía hay nhìn thấy chị Sự, đúng không ạ? Thì các anh chị đã thấy là gì ạ? Lý do tại sao họ thành công được B-Side, và tôi tại sao tôi phải quyết định, tôi nhất định, tôi quyết tâm tôi thành công tại B-Side, thì đó là cái lý do thứ ba, là cái giai đoạn mà nó sẽ giúp các anh chị
thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình ngay tại cái thời điểm đó các anh chị. Ngay tại cái thời điểm đó nó sẽ là một cái bước ngoặt rất là đặc biệt khi mà các anh chị có thực sự là lý do quyết định cái thành công tại B-Side. Ok em, các anh chị mình phải ghi ra cho mình ngay ngày hôm nay, tối ngày hôm nay, trước khi đi bán hàng thì hãy lựa chọn cho mình ba cái lý do đó, ghi xuống cuốn sổ cho mình, ghi xuống một cái cuốn sổ. Và các anh chị nên có hai cuốn sổ các anh chị ha, hai cuốn sổ. Bình thường hàng sẽ có hai cuốn sổ, một cuốn sổ là ghi lý do, mục tiêu, kế hoạch làm việc, thứ hai là một cái cuốn sổ là ghi thực hành làm kiến thức các anh chị ha. Thì cái lý do mà các anh chị phải ghi ra trong cuốn sổ mục tiêu của mình, ghi nó in hoa to đậm ở trên cái trang đầu tiên, và tuyệt đối là không bao giờ được xé cái trang đi các anh chị ha. Giữ cái trang đó cho hàng, và cái trang đó nó sẽ là cái trang quyết định cái sự thành bại trong kinh doanh của các anh chị. Nó sẽ là cái quyết định thành bại trong kinh doanh của các anh chị. Các anh chị biết tại sao mà? Bởi vì nếu như các anh chị đi á, đây là cái bí kíp thành công của hàng này các anh chị. Đây là cái bí kíp thành công của hàng đến thời điểm hiện tại. Tức là cho dù gặp bất kỳ những cái vấn đề nào trên cái chặng đường đi của mình, mình luôn luôn mình biết tại sao mình phải làm nó. Tại sao tôi lại lựa chọn cái này? Cho nên nếu như có gặp bất kỳ vấn đề gì, tôi cũng không bao giờ tôi bỏ cuộc. Bởi vì tôi đã quyết định, tôi lựa chọn nó rồi. Đúng không ạ? Giống như trên một cái cuộc hành trình đó các anh chị, một cái chặng đường đua, một người vận động viên á, họ không bao giờ họ vượt qua, họ không bao giờ họ vượt qua những chướng ngại vật bằng cách là gì ạ? Đang chạy trên đường đua xong tới cái gần chướng ngại vật cái nhìn đứng ngó, không biết cái này có qua được không ta, xong rồi nhìn qua cái thằng kia, thôi để chờ cái thằng đằng sau, thằng thứ hai nó chạy sau mình đang dẫn đầu đúng không, cái tự nhiên cái thôi mình đứng mình chờ cái thằng thứ hai coi thì nó có nhảy qua được cái này không, rồi mình tiếp tục mình mới nhảy để xem người ta làm thử có được không đã rồi mình hãy nhảy qua. Chứ mình không dạy gì mình nhảy đầu tiên đúng không? Mọi người đều nghĩ rằng cái thằng đó là cái thằng thông minh các anh chị, cái thằng đó là cái thằng không lõi, nhưng không phải đâu các anh chị. Đó là thể hiện cái sự là yếu kém và thể hiện cái sự nhút nhát các anh chị, không dám đương đầu với những khó khăn đúng không? Khi mà mình chạy á các anh chị, mình chỉ có cắm đầu vào mục tiêu phía trước mắt, làm sao tôi về đích nhanh nhất, làm sao tôi về đích bằng mọi giá, tôi phải về đích cái đã. Thì mình chạy, mình cứ lấy cái đà các anh chị, mình nhảy qua cái rào cản đó đúng không? Nhảy qua những cái chướng ngại vật đó, chứ không có ai mà chạy tới cái chướng ngại vật xong ngó coi thì có qua được không. Cái lúc đó là coi như các anh chị fail luôn. Các anh chị tới cái chướng ngại vật mà các anh chị không nhảy qua ngay lập tức á, là các anh chị sẽ fail luôn các anh chị. Fail luôn, thất bại luôn các anh chị. Và mình không vượt qua được nó đâu. Cho nên đừng có dại mà đứng chờ coi cái thằng kia nó làm được rồi mình mới làm nha. Mình cứ chạy lấy cái đà, dùng hết sức bình sinh, nhảy qua là sẽ nhảy được các anh chị. Và vận động viên các anh chị để ý ha, người ta cứ chạy xong người ta nhảy qua liên tục, người ta không dừng lại cho đến khi người ta về đích các anh chị. Người ta chỉ tập trung một cái điều duy nhất, đó là vượt chướng ngại vật để về được đích, đúng không ạ? Đúng không các anh chị? Mình sẽ trong cuộc đời của mình nó sẽ cũng giống như một chặng đường đua vậy đó. Bước đầu tiên là chúng ta phải khởi động. Khởi động ở đây là chúng ta phải tìm hiểu được cái lý do mình bắt đầu, được chưa? Tiếp theo là các anh chị phải gì ạ? Là chúng ta phải có chạy đà. Chạy đà có nghĩa là các anh chị tìm hiểu, các anh chị là bắt đầu thử bán hàng, thử tìm khách hàng, rồi thử tìm hiểu sản phẩm, thử đi học, thử tuyển dụng, thử tim 100 độ. Tất cả mọi thứ các anh chị thử hết để rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Gọi là cái bước chạy đà. Sau đó là cái bước tăng tốc, các anh chị tăng tốc có nghĩa là khi các anh chị quyết định là nhất định mình đã thử lâu rồi. Bây giờ là cái thời điểm mình phải nhất định mình phải lên 3 sao, mình phải lên đại lý chi nhánh, mình phải lên tổng đại lý. Đó là cái thời điểm mà các anh chị phải tăng tốc để về đích của mình. Và cuối cùng là cái giai đoạn các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình, được gọi là giai đoạn về đích các anh chị. Ok em, các anh chị, giai đoạn về đích. Tức là càng về sau các anh chị phải càng chạy nhanh hơn giúp cho hàng, đúng không? Lúc đầu có thể chạy chậm chút xíu, khởi động mà, chạy chậm chút xíu. Nhưng mà sau khởi động xong, khởi động thật kỹ rồi, bắt đầu mình chạy, là mình chạy tăng tốc liên tục cho đến khi nào các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Đó được gọi là một cái chặng đường của một cái người thành công các anh chị ha. Ok, tiếp theo các anh chị, Hằng sẽ nói về cái việc là tại sao chúng ta phải bán hàng. Các anh chị nhớ giúp cho Hằng nha, trước khi các anh chị đi bán hàng, các anh chị phải hiểu rõ cái việc bán hàng nó quan trọng như thế nào. Cái việc bán hàng, Hằng nói cái điều cốt lõi trong kinh doanh của B-Side là chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng các anh chị ha. Hằng có ba cái từ thường thường là Hằng hay mô tả về kinh doanh của B-Side. Từ thứ nhất đó là gì các anh chị? Từ thứ nhất đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ thường là gì ạ? Xây dựng cộng đồng, đúng không ạ? Xây dựng cộng đồng các anh chị. Và thứ hai là gì các anh chị? Nguồn thu nhập thứ hai, đúng không? Nguồn thu nhập thứ hai là kinh doanh bán thời gian, tức là chúng ta phải bán hàng để chúng ta kiếm thêm thu nhập để chúng ta sống qua ngày, đúng không? Và cái thứ hai là xây dựng cộng đồng, là cái để giúp chúng ta có một cái hệ thống chúng ta phát triển bền vững và có một nguồn thu nhập thụ động. Và cái thứ ba đó là gì ạ? Kinh doanh B-Side là kinh doanh dropshipping cộng affiliate, đúng không?
thì cộng MLM thì có nghĩa là các anh chị sẽ hiểu được rằng là dạ, bản chất kinh doanh visa chúng ta đầu tiên nó phải là một cái nguồn thu nhập thứ hai cái đã, tức là bản thân các anh chị phải là cái người bán hàng được. Người đầu tiên bước vào visa, cái lần đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên của một cái người mới bước chân vào visa, các anh chị phải bằng mọi cách cho hàng hết sức bình sinh bán được hàng. Bán được hàng, kinh doanh online mà không bán được hàng, kinh doanh online mà không chịu mở cái miệng mình ra đi bán hàng, kinh doanh online mà không chịu đi tìm kiếm khách hàng, kinh doanh online mà không chịu livestream, không chịu video, không chịu đăng bài thì làm sao bán được hàng, đúng không ạ? Vậy thì ở đây đầu tiên, điều cốt lõi và điều đầu tiên mà hàng yêu cầu các anh chị phải làm được, đó là đầu tiên không bán được cũng phải bán các anh chị, không bán được hàng cũng phải cho mình được kỹ năng bán hàng. Hằng là một người không biết bán hàng và đã từng không bán được hàng. Hằng khóc các anh chị, Hằng khóc liên tục trong vòng một tuần đầu, Hằng khóc liên tục luôn các anh chị. Và Hằng là dạ, Hằng nói là dạ, là tại sao mình ở ngoài mình cũng giỏi như thế mà tại sao bước vào BC mình lại không bán được hàng, mình lại thua kém mọi người. Hằng cảm thấy Hằng rất là thất vọng bản thân của mình. Và Hằng dành một tuần, hẳn một tuần, để Hằng vừa học luyện hết 10 bài bán hàng đường thẳng của Jordan Belfort và Brian Tracy, đọc cuốn sách của Brian Tracy các anh chị, tâm, những đòn tâm lý trong bán hàng. Và nó đã thay đổi hoàn toàn cái kỹ năng bán hàng của mình các anh chị. Và ngay lập tức sau đó thì đến bây giờ các anh chị, Hằng luôn luôn Hằng vẫn xem lại những cái video đó và những cái bài, những cái bài học trong cuốn sách đó, và nó khiến cho Hằng luôn luôn giỏi lên và duy trì được cái kỹ năng bán hàng, cái tư duy về bán hàng của mình nó thật là tốt, để mình có thể có kỹ năng bán hàng tốt các anh chị. Thì ở đây các anh chị, mình có bốn ý. Thứ nhất là việc bán hàng nó giúp các anh chị có thêm thu nhập. Thứ hai, nó sẽ phát triển năng lực bán hàng. Các anh chị bán hàng ở đây không phải là bán cho cá nhân các anh chị nữa, mà sau này khi các anh chị có một cộng đồng, các anh chị bán hàng, các anh chị dẫn dắt đội nhóm, các anh chị hướng đến những cái training, những cái đào tạo, các anh chị học để mà là hướng dẫn lại cho người khác, thì đó mới là bản chất kinh doanh của BSA, đúng không ạ? Xây dựng cộng đồng, làm sao các anh chị phải là một cái phiên bản nó ok nhất, nó chuẩn nhất, không cần phải là xuất sắc nhất, nhưng nó phải chuẩn nhất. Tức là tôi phải biết bán hàng, tôi phải biết tuyển dụng, tôi phải biết chăm sóc. Đó là ba cái việc mà các anh chị có thể là ghi vào cuốn sổ của mình. Ba việc cần phải làm trong BSA, trong kinh doanh BSA, đó là gì ạ? Thứ nhất là bán hàng, thứ hai là tuyển dụng, và thứ ba là chăm sóc. Ba cái đó là cái ba điều mà bắt buộc tất cả các anh chị đều phải nhớ, ghi nhớ cho Hằng ba việc cần phải làm, đúng không ạ? Và chúng ta ở đây chúng ta làm đều, làm đúng và làm đủ các anh chị. Mình không được bỏ sót bất kỳ một bước nào, và mình cũng không được bỏ sót bất kỳ một cái giai đoạn nào các anh chị. Ví dụ như thôi lúc này bận quá cho nên thôi để qua tháng sau làm, tháng sau bận quá xong rồi thôi tháng này tháng Tết nên thôi lo Tết nhất cho con cái gia đình các thứ, không có thời gian đi bán hàng, rồi sao lại chuyển sang Tết, sau Tết cái nhu cầu bán hàng người ta không cao, lại chuyển hoài đến 30/4 một năm, xong chuyển đến 1/6 đến nghỉ hè, rồi đến vô năm học, đủ thứ lý do để mà viện cớ cho việc không đi bán hàng các anh chị. Thì hình dung mà. Nhưng trong khi cũng một năm đó, người ta lên 3 sao, người ta bán hàng quá trời luôn, người ta kiếm được bao nhiêu tiền, còn mình thì sao các anh chị? Delay, trì hoãn, đúng không? Cho nên ở đây bán hàng nó không chỉ đơn thuần là cho cá nhân mình kiếm được thêm thu nhập, mà nó còn giúp mình phát triển đội nhóm. Mình làm cái phiên bản chuẩn trước, sau đó mình nhân bản cái phiên bản của mình ra, mình hướng dẫn lại cho người khác để họ có thể bán được hàng, để họ có thể tuyển được đại lý, cộng tác viên, và họ có được cái những cái đội nhóm về sau này phát triển một cách quy mô nó lớn hơn, đúng không ạ? Chúng ta không làm ở nước ngoài nữa các anh chị, đâu phải làm trong nước đâu. Cho nên nếu như các anh chị mà mình không có kỹ năng bán hàng, không có luyện cho mình kỹ năng bán hàng á, thì em nói trước luôn, các anh chị không bao giờ tồn tại kinh doanh này được, không bao giờ tồn tại kinh doanh này được. Có thể là các anh chị tuyển dụng giỏi, nhưng các anh chị không bán hàng giỏi, không bao giờ phát triển trong kinh doanh online. Mình phải bán hàng giỏi chứ, ai mà cứ đi tuyển dụng hoài, tuyển ra một mớ người đó xong rồi ngó nhau à, đúng không? Ngó nhau xong rồi làm sao mà thành công được? Tiền đâu mà đến? Tiền sản phẩm phải đến tay khách hàng, chứ không phải là tuyển dụng vào rồi kiếm tiền các anh chị nha. Đó là kinh doanh đa cấp các anh chị. Còn mình là gì? Bán hàng online, kinh doanh online là phải bán được hàng. Mỗi cá nhân đều phải bán được hàng, phải có nguồn thu nhập riêng chứ các anh chị, hình dung mà. Không biết nãy giờ có record chưa ta? Nãy giờ có record cho các anh chị à? Rồi ok rồi. Sợ nhiều khi các anh chị xin record cái xong Hằng quên, Hằng hay quên lắm các anh chị, hay quên lắm, nên nhắc Hằng nhé. Rồi nãy Hằng có nói các anh chị một công thức đúng không ạ? Tư duy tạo ra suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo kết quả. Bây giờ các anh chị muốn có kết quả là tổng đại lý, muốn có kết quả là đại lý 3 sao, muốn có kết quả đại lý chi nhánh, thì gì?
đừng thay đổi hành động là lao ra ngoài đường đi bán hàng một cách là vô thức các anh chị. Đừng có lao đi bán hàng một cách vô thức, xong rồi vào người ta bảo là à, bán cái này đi thì đi bán cái kia đi thì đi bán, rồi xong rồi làm cái này học cái này. Các anh chị làm như một cái máy mà các anh chị không hiểu tại sao các anh chị làm, thì các anh chị cũng không bao giờ đạt được kết quả trong kinh doanh. Bisai, và các anh chị chỉ là dạ, kết quả tức thời thôi, nó không có xây dựng cái kinh doanh lâu dài các anh chị được. Các anh chị phải thay đổi từ trong cái tư duy của mình cái đã nè. Chịu khó là gì? Học, phát triển cái năng lực, phát triển cái tư duy của mình, cái kiến thức, cái suy nghĩ của mình trước đã, rồi chuyển sang là gì ạ? Là phát triển cái về cái hành động và kết quả. Được chưa? Tư duy tự động, cái bộ não mình nó thông minh lắm các anh chị. Các anh chị nghĩ gì trong đầu á là cái tay chân nó sẽ tự động nó điều khiển theo cái những suy nghĩ của mình. Đúng không các anh chị? À, ví dụ trong đầu của mình á, trong trong đầu của mình á, mình cảm thấy là cái việc đó nó không có được ok cho lắm. Ví dụ ngày hôm đó các anh chị đi ra ngoài đường đúng không, các anh chị đi ra các anh chị tính đi ra ngoài đường, các anh chị đi dạo đúng không, đi dạo, nhưng mà bữa hôm đó tự dưng cái trời nó mưa, cái thôi chắc trời mưa kiểu này thôi chắc ở nhà chứ làm gì được nữa, rồi xong có gì ạ, cái hành động của mình là gì, thôi để cái tay cái chân của mình là gì xả hơi đúng không, không không buồn dắt chiếc xe ra luôn các anh chị đúng không, ngay mất trời mưa rồi gì ạ, dắt xe rồi bể bánh xe, trời nên chắc xui quá thôi không ra ngoài nữa, thôi ở nhà được chưa. Thì tự động cái tay cái chân và cái bộ não của mình nó suy nghĩ điều khiển cái tay chân của mình, thôi đi vô nhà và đắp chăn đi ngủ các anh chị, và không ra gặp khách hàng đúng không. Thì đó chính là cái tư duy nó sai lệch các anh chị, ngay từ trong cái tư duy của mình nó đã sai lệch rồi, cho nên dẫn đến cái hành động của mình nó cũng bị điều khiển bởi cái tư duy đó luôn. Cho nên muốn thay đổi được cái hành động của mình á thì phải luyện tập cái tư duy của mình mỗi ngày, luyện tập cái tư duy của mình mỗi ngày. Các chị hình dung mà có rất nhiều anh chị đang ở cái giai đoạn này đúng không các anh chị? Rồi ok, thằng nói rồi 99,99% là các anh chị mới vào, hoặc là các anh chị vào một thời gian các anh chị sẽ gặp những tình trạng y như thằng nói, bởi vì thằng đã từng gặp giống các anh chị rồi nên thằng rất hiểu. Đây là không phải ai cũng có thể gọi là ngay lập tức ngay từ lần đầu tiên vào á là thành công được đâu các anh chị. Hiếm lắm, phải có một số các anh chị giỏi sẵn á đúng không, thực ra là cũng phải giỏi sẵn các anh chị, mà là họ đã có một cái khoảng thời gian ở bên ngoài họ trải nghiệm rồi, cho nên khi đến với Bisai thì họ có những cái rút kinh nghiệm nó nhanh hơn thôi chứ không có gì cả. Nhưng mà còn những anh chị mà mới chuyển qua một cái ngành mới thì đương nhiên các anh chị phải có thời gian cho cá nhân của mình đúng không các anh chị, đương nhiên các anh chị phải có cái thời gian cho mình. Hằng nói ở đây là có chữ gì ạ? Tư duy đúng về bản thân. Cái tư duy đầu tiên các anh chị phải suy nghĩ cho Hằng đó là tư duy đúng về bản thân cái đã. Hằng hỏi các anh chị nè, 18 năm đi học trung học, sau đó 3 năm đi học cao đẳng, rồi 4 năm đi học đại học đúng không, hoặc là 2 năm học trung cấp gì đó, hoặc là các anh chị không học ấy luôn, các anh chị đi học nghề đi, thì bây giờ đi học nghề cũng phải học nghề, phải học cái gì đó đúng không, đi làm công nhân thì cũng phải học nghề may, rồi đi làm gì đầu bếp cũng phải học nghề đầu bếp, rồi đi làm bộ đội cũng phải học nghề bộ đội đúng không ạ, đi làm cái gì cũng phải học hết các anh chị, không có cái gì mà bắt đầu bằng cái việc không học mà làm được hết á. Cho nên thành ra là gì, chính cái công việc hiện tại các anh chị đang làm này nó cũng mất thời gian của các anh chị vài năm, sau đó cộng thêm 3 đến 5 năm kinh nghiệm nữa, tức là các anh chị ra trường các anh chị còn phải đi xin công ty, rồi các anh chị thực tập, các anh chị xin với những cái vị trí nhỏ nhỏ để là gọi là làm chân tay vật vặt để các anh chị quen việc đúng không, thì ban đầu cái thu nhập các anh chị nó sẽ thấp, đó là chuyện rất bình thường. Và cái quan trọng là các anh chị có cái thời gian để các anh chị rút kinh nghiệm, các anh chị có thời gian để các anh chị là làm việc, các anh chị thực tập và các anh chị học hỏi được kiến thức, phát triển được năng lực bản thân. Thì khi mà các anh chị phát triển được năng lực bản thân thì lúc đó mới là cái lúc mà các anh chị sau 3 đến 5 năm đi học cộng 3 đến 5 năm đi làm thì lúc đó mới là trùm, đúng không ạ? Lúc đó mới trở thành trùm của cái lĩnh vực mà các anh chị đang theo đuổi được. Vậy thì Hằng hỏi rất nhiều anh chị nói với Hằng, trời ơi Hằng ơi, bây giờ hả sao vào ba cả tháng rồi mà không bán được hàng, không kinh doanh được hiệu quả, giờ phải làm sao? Ủa các anh chị đang mới bắt đầu đi kinh doanh, các anh chị mới bắt đầu là đi gọi là thay đổi một cái việc mà trước đây bây giờ chưa bao giờ mình làm, thì bây giờ mình phải dành cho bản thân của mình có cái thời gian để nó thích ứng, có thời gian để nó làm quen đúng không ạ, và có thời gian để gì ạ, cho cái bản thân của mình nó thất bại. Các anh chị, nó phải có cái khoảng thời gian như thế thì mình mới có được cái những cái kết quả về sau này, chứ đâu ra đùng đùng Hằng cũng phải mất 2-3 năm không mới có được như ngày hôm nay, không phải đơn giản. Hằng còn nói là ví dụ như chị Thí hay chị Sợ gì đó thì không phải là 2-3 năm mà là có khi là 10 mấy năm các anh chị.
mười mấy năm người ta đi làm ở bên ngoài, đi kinh doanh các thứ các kiểu, xong rồi vào đây người ta mới có được cái như vậy, chứ không phải đùng đùng người ta có được. Còn đây là các anh chị mới từ bước chân chập chững bước vào kinh doanh mà các anh chị đòi, các anh chị phải vậy. Ôi trời ơi, sao mày tệ quá Hằng, trời ơi sao mà cái gọi là cái sao cái sinh ra một cái con người gì mà nó tệ hại như vậy, sao không bằng được như chị Thía, sao không bán hàng giỏi như chị Sự, sao không giỏi như Hằng Phạm, sao không giỏi như Úc Mi Ti Ti, đúng không? Không, các anh chị đừng bao giờ để cho cái bản thân của mình bị gọi là mất đi cái lòng tự tôn như thế. Brian Tracy nói một câu rất là hay các anh chị, trước khi các anh chị đi bán hàng, các anh chị phải xây dựng được cho mình cái lòng tự tôn bản thân. Có nghĩa là các anh chị không có niềm tin vào bản thân là các anh chị sẽ làm được á, các anh chị sẽ bán được hàng, các anh chị sẽ thành công được, thì không bao giờ gọi là cả cái cuộc đời này các anh chị, cả cái thế giới này có thể xoay lưng với các anh chị, nhưng chỉ cần cá nhân các anh chị tin rằng là mình sẽ làm được thì các anh chị sẽ làm được. Còn nếu cả thế giới này, ngay cả Hằng hoặc là các anh chị khác leader đúng không, cố lên em nhất định sẽ làm được, chị tin em sẽ rất tuyệt vời, em có năng lực. Nhưng mà bản thân các anh chị về nhà nghe xong rồi bỏ đó, xong rồi gì ạ, thôi chắc mình làm được đâu. Thì Hằng nói cái người mà ảnh hưởng lớn nhất theo các anh chị, cái người ảnh hưởng lớn nhất với bản thân mình là ai? Theo các anh chị, cái người mà ảnh hưởng lớn nhất đến bản thân mình, đến cái sự thành bại của mình là ai các anh chị? Là ai các anh chị? Thằng nói nè, ngày hôm nay anh chị nào đang tụt mood, ngày hôm nay anh chị nào tinh thần không tốt, ngày hôm nay anh chị nào mà không biết là gì mình có thành công được hay không, ngày hôm nay anh chị nào mà gọi là tự ti về bản thân của mình, vào đây, vào đây, cứ vào các buổi học của Hằng, là Hằng nói là các anh chị Hằng bơm oxy, bơm năng lượng, bơm máu cho các anh chị bay vù vù xong về nhà các anh chị làm, bay vù vù xong về nhà các anh chị làm à, gọi giống như là các anh chị uống oxy vậy đó, máu nó lên tới não luôn các anh chị thấy Hằng nói mà Hằng đỏ luôn cả mặt cả tai luôn các anh chị. Hằng không có uống oxy đâu, nhưng mà Hằng Hằng nói là lúc nào là máu của Hằng nó cũng lên tới não các anh chị. Okay, các anh chị là đúng chính xác bản thân các anh chị, bản thân Hằng nói cái cuộc đời này đừng có nói là tại con tôi, tại ba mẹ tôi không cho tôi làm, tại vợ tôi, tại chồng tôi, tại leader của tôi dở quá, tại cái người dẫn dắt của tôi yếu kém quá, tại cái hệ thống BC này tệ quá, tại cái công ty BC này nó tệ quá, tại cái nhà cung cấp, tại cái sản phẩm này. Không các anh chị, không, cuộc đời này là do mình quyết định, được chưa? Kinh doanh này là do mình quyết định, thành công của mình hay không là do mình quyết định các anh chị. Con cái, bố mẹ, bạn bè, anh chị em, họ hàng, leader hay là BC không quyết định được sự thành công của mình các anh chị nha. Không quyết định được thành công của mình. Nếu như Hằng không gặp BC các anh chị, có phải là trước đó Hằng cũng đã thất bại nhiều đúng không các anh chị? Nhưng mà nếu như mà Hằng đã từ bỏ ngay từ cái thời điểm trước khi Hằng gặp BC á, có khi là bây giờ Hằng không được như thế này, đúng không các anh chị? Có phải là mình phải tin vào bản thân mình để mình đi tìm một cái cơ hội, và mình liên tục mình tìm cho mình cơ hội, và đến khi mình gặp được BC thì cái cơ hội đó là nó đã xuất hiện và mình đã thành công các anh chị. Nếu như Hằng tự ti vào bản thân Hằng ngay từ những lần đầu Hằng kinh doanh mà thất bại mất đâu đó vài chục vài trăm triệu thì có bao giờ là có được Hằng ngày hôm nay không? Không bao giờ, không bao giờ Hằng gặp đến BC, không bao giờ Hằng biết đến BC các anh chị. Đó là điều Hằng khẳng định với các anh chị luôn, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Phải tin tưởng vào bản thân của mình, phải tin tưởng vào bản thân của mình, và cho mình luôn luôn cho mình cơ hội, được chưa? Luôn cho mình cơ hội, không có cái này có cái khác các anh chị, cứ yên tâm. Nói chung á, là cuộc đời này nhất định tao phải thành công, mình phải nói với bản thân mình cuộc đời này nhất định là tao phải thành công, đúng không ạ? Tao không cần biết ai, nhưng mà tao là tao phải thành công rồi đó. Cho nên là giờ luôn luôn ám ảnh cho Hằng cái suy nghĩ đó, để mà giờ cuộc đời mình luôn luôn mình phải chủ động, mình phải làm chủ, mình phải kiểm soát nó, đừng bao giờ an bài, đừng bao giờ an phận các anh chị, và cũng đừng bao giờ để mình trôi theo dòng sông. Đừng bao giờ để mình trôi theo sông, mình phải tự chủ các anh chị nha, mình phải tự chủ, mình phải tự lèo lái con thuyền của mình. Ok em các anh chị? Rồi chính xác. Hôm nay Hằng sẽ nói nhiều một chút xíu về cái tư duy bán hàng, tại cái buổi một là cái buổi mà rất quan trọng. Hằng muốn các anh chị phải thay đổi. Hằng muốn các anh chị phải mindset mình lại các anh chị, mindset lại. Nghĩ sai thôi là làm sai. Hằng có đào tạo kỹ năng là chiêu thức bán hàng, hay là các anh chị nhà cung cấp có hướng dẫn các anh chị tận tay, chỉ tận bắt dịp bắt các anh chị là đăng content lên, đăng được vài bữa không? Cái content hay lắm nhưng mà đăng lên không ai mua, đúng không? Người ta đăng xong có người mua, còn mình đăng không có ai mua, đúng không các anh chị? Có phải nhiều các anh chị ở đây bữa giờ đi học rất là nhiều đúng không? Nhưng mà giờ là nói là xong người ta đăng lên cái có người mua hàng, xong mình đăng không có ai mua. Cái xong đăng được vài ngày cái xong mình nghỉ không đăng nữa, nghỉ đi học luôn, không đăng không không đúng rồi đúng không? Quá đúng luôn, nói chính xác.
tất nhiên một cái content nó sẽ có người đăng hiệu quả, có người không đăng hiệu quả, đó là chuyện rất bình thường. Yeah, 52 lá bài, 4 con ác đúng không, là 4 khách hàng tiềm năng của mình. Nó có thể đến đầu tiên, nó có thể đến giữa giữa, hoặc nó có thể đến cuối cùng. Nếu như đến lá thứ 48 mà bạn từ bỏ thì có phải là bạn đã mất đi cơ hội tìm cho mình 4 khách hàng tiềm năng không các anh chị? Có phải là như thế không? Đúng không ạ? Cho nên á, là người may mắn người ta đăng cái bài đó nó có liền các anh chị khách hàng. Mình không may mắn thì gì ạ? Mình đăng nhiều lần hơn. Mình không may mắn, mình xui kinh khủng nữa thì mình đăng mấy chục lần so với người khác. Đúng không ạ? Mình đăng càng nhiều mình gọi là lì các anh chị. Kiên trì và lì là nó thành công các anh chị. Chứ không có gì hết á. À, anh Sơn nói câu đúng, làm lâu lên các anh chị. Không có gì khác ngoài cái đó. Các anh chị đủ kiên trì cho cái kinh doanh của mình 3 đến 5 năm không? Các anh chị đủ kiên trì cho kinh doanh của mình 3 đến 5 năm không? Hay là các anh chị làm 3 đến 5 tuần xong các anh chị đòi phải thành công, đòi phải làm giàu xong rồi các anh chị nghỉ? Đúng không ạ? À, trời, 2 tháng bán không bán được hàng bình thường. Hằng cũng từng như thế các anh chị. À, Hằng phá 2.000 data đây này, còn chưa nói gì hết đó, đúng không? Data khách hàng 2.000, data khách hàng. Ok ha, rồi. Rồi, các anh chị ha. Tiếp theo, các anh chị ghi cho Hằng là gì ạ? Tôi là người bán hàng xuất sắc nhất các anh chị. Hằng nói các anh chị là ghi cái từ này xuống, ghi cái câu này xuống trong cái cuốn sổ của mình. Hằng nói các anh chị ghi kỹ vào, ghi cho nó gọi là gì ạ? To, in rõ ràng, xong lấy cái bút highlight lên cuốn sổ của mình các anh chị. Highlight cuốn sổ của mình, ám mạnh nó mỗi ngày. Hoặc là các anh chị lấy một cái tờ sticker hoặc là cái tờ giấy A4 các anh chị lấy tờ giấy A4 nha, sau đó ghi chữ thật là to vào cái tờ giấy đó, dán lên laptop, dán lên cái tường ngủ, là dán lên cái phòng ngủ của mình, nó dán lên cái gương, dán lên bất kỳ nơi đâu mà các anh chị cảm thấy rằng là mỗi ngày thức dậy các anh chị phải nhìn vào đó và các anh chị đọc liên tục trong cái đầu của mình. Các anh chị sẽ ám, tự gọi là, người ta gọi là ám thị, các anh chị gọi từ kỳ ám thị. Hằng biết là ngày hôm nay sẽ có rất nhiều anh chị vào đây và nói một câu là gì ạ? Trời ơi, sao thì ngày hôm nay dạy toàn ba cái gì đâu không mà nói ba cái gì mà tào lao, đúng không? Sẽ có nhiều anh chị sẽ nói như thế các anh chị. Hằng biết chắc chắn rằng các anh chị sẽ có nhiều anh chị bây giờ đang xuất hiện trong đầu những cái từ như là tào lao, xạo, làm gì có cái chuyện đó, nói toàn lý thuyết, đúng không các anh chị? Không, cái này là ngày xưa Hằng cũng giống như các anh chị, Hằng biết là như thế. Nhưng mà từ khi mà Hằng tự kỷ ám thị cho mình là dạ, mình dạ, mặc kệ ai nói, mặc kệ người ta làm gì, mặc kệ là cuộc đời này như thế nào, mình chỉ cần là dạ, mình tin mình là người bán hàng xuất sắc là mình sẽ thành công các anh chị. Là mình sẽ bán xuất sắc nhất. Và điều đó nó chứng minh cho Hằng đến bây giờ Hằng có thể đào tạo được cho tất cả những anh chị bán hàng xuất sắc. À, mặc dù trước kia là mình bán hàng rất là dở các anh chị. Dở. Cho nên là dạ, các anh chị hãy cố gắng giúp cho Hằng nha. Dạ, là hãy làm sao đó mình ám ảnh nó mỗi ngày. Mình ám ảnh nó mỗi ngày các anh chị, đặt chuông báo thức cũng được. Làm sao đó nó vô cái bộ não của mình á, nó cần phải luyện tập mỗi ngày các anh chị ha. Bộ não của mình phải luyện tập mỗi ngày và nó phải đưa được cái những cái gì mà mình gọi là mình ám ảnh trong cái đầu của mình á, thì để nó dạy là bộ não mình nó ghi nhớ những cái từ này và nó sẽ thực giúp cho mình thực hiện hành động để là đi theo đúng cái suy nghĩ của mình. Được chưa? Cho nên các anh chị nhớ giúp cho Hằng nha. Cái này nó rất hiệu quả và cái này không phải là Hằng tự chế ra. Và cái này á, là Hằng đi học rất nhiều những cái người thành công và những cái khóa học và những cái người gọi là họ đã có những kết quả rất tốt và họ truyền lại cho mình các anh chị. Thì các anh chị hãy làm theo giống như vậy đi. Hằng tin chắc rằng đang có mười mấy các anh chị đang ở phòng Zoom đó thì có nhờ hot duyệt giùm Hằng ha. Rồi, Hằng tin chắc rằng nếu các anh chị làm cái điều này mỗi ngày liên tục trong vòng 3 năm thì Hằng xin thưa với các anh chị luôn là chắc chắn các anh chị sẽ thành công. Hằng chắc chắn cái điều này các anh chị luôn. Mỗi ngày các anh chị chỉ cần niệm cái câu thần chú này cho Hằng thôi. Sau đó niệm xong thì phải ra làm nha. Niệm xong thì phải làm cho nó thành hiện thực các anh chị. Niệm cái thần chú này thôi và niệm xong thì cho nó thành hiện thực các anh chị. À, nhớ hãy trước khi đi bán hàng hãy cho mình là cái người là có cái tư duy nó đúng về cái bản thân của mình là cái đầu tiên. Ok không ạ? Rồi tiếp theo các anh chị, tiếp theo. Ngày hôm nay có bao nhiêu các anh chị là suy nghĩ khi mình bắt đầu kinh doanh này mình đã có những cái suy nghĩ như là trời ơi con cái mình dạy nhỏ quá sao mình thành công, rồi trời ơi sao người ta giỏi vậy còn mình chưa giỏi, rồi sao mình kỹ năng mình tệ thế, rồi sao thế này thế kia. Tức là các anh chị có rất nhiều những cái tiêu cực, những cái lý do. Các anh chị comment hết cho Hằng, các anh chị comment hết cho Hằng lên phần chat được không ạ? Các anh chị comment thật nhiều vào, các anh chị comment thật nhiều vào, mình học mình phải tương tác các anh chị ha, học tương tác nhiều vào. Ở đây có gần 1.000 người, 1.000 comment các anh chị. Bây giờ không phải tôi,
comment những gì mà các anh chị cảm thấy là vấn đề của các anh chị hiện tại á, những cái khó khăn lớn nhất của các anh chị hiện tại, các anh chị comment lên cho Hằng. Vấn đề lớn nhất của các anh chị comment lên cho Hằng. Ví dụ như gia đình ngăn cản, rồi bạn bè thế này thế kia, sợ cái này cái kia, các anh chị comment hết lên cho Hằng. Comment hết, hết 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 lên. Ngày hôm nay nói chung làm như một cái thùng rác, các anh chị cứ comment lên đây. Hằng sẽ là cái thùng rác. Trời, Hằng nói là Hằng năng lượng ngút ngàn. Bao nhiêu cái tích cực của Hằng, Hằng sẽ truyền, gọi là bơm cho các anh chị, truyền hết cho các anh chị ngày hôm nay. Các anh chị cứ nhắn lên cho Hằng đi. Nhắn lên hết. Đó, nhắn lên hết các anh chị. À, nhắn lên hết đi các anh chị. Nói chung là thoải mái. Vào đây cứ thích làm gì làm các anh chị. Rồi, nhắn lên các anh chị, nhắn lên cho Hằng xem nè. Cứ nhắn lên hết đi. Lo lắng gì? Lo lắng gì, lo sợ gì cứ nhắn lên hết cho Hằng. Chị mới vào làm mà sợ không biết đăng bài á, nói không được, sợ quá. Các anh chị cứ 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 nhắn lên hết cho Hằng nha. Ok cho các anh chị, nhắn lên hết cho Hằng. Rồi, đa phần 99.9% là đều cảm thấy là gì ạ? Là không bán được hàng. Khó khăn của mình là không bán được hàng và không thuyết phục được người mua, đúng không ạ? Không thuyết phục được khách hàng, sợ bán hàng, sợ phải làm, sợ thất bại, sợ không có kinh nghiệm, sợ cái này, sợ cái kia. Trời quá trời sợ luôn các anh chị, quá trời luôn. Cứ comment lên, đừng có lo lắng gì hết, cứ comment lên hết cho Hằng. Cứ comment lên hết. Cái gì gì mà các anh chị cảm thấy là khó khăn nhất các anh chị hiện tại bây giờ, và các anh chị cảm thấy nó là cái điều gì đó nó rất là áp lực với mình, các anh chị comment lên hết ha. có anh sợ thành công rồi, sợ giàu rồi. Rồi ok các anh chị, bây giờ nè ha, bây giờ giúp cho Hằng. Các anh chị tuyệt đối không bao giờ được nghĩ đến những cái mà các anh chị vừa comment. Coi như đây là cái thùng rác và đây là lần cuối cùng tôi nghĩ về nó và các anh chị comment lên đây. Sau đó các anh chị quăng nó đi các anh chị. Các anh chị quăng nó đi giúp cho Hằng. Và coi như những cái comment như đây này các anh chị. Các anh chị hãy giúp cho Hằng là gì? Loại bỏ nó ra khỏi đầu. Loại bỏ nó ra khỏi đầu. Và bây giờ nếu như có, các anh chị ghi vào một tờ giấy. Được chưa? Ghi những cái các anh chị vừa ấy, ghi vào một cái tờ giấy. Sau đó các anh chị gạch bỏ nó cho Hằng. Gạch bỏ nó thành chữ X như thế này. Sau đó các anh chị có thể là gì? Là các anh chị sẽ xóa nó đi, xé nó đi. Các anh chị sẽ coi như là quăng nó đi. Bỏ đi các anh chị, bỏ đi. Bỏ tất cả những cái điều mà các anh chị vừa mới comment lên. Hãy coi như đây là vừa các anh chị vừa mới quăng được một cái gánh nặng, một cái sự lo lắng, một cái điều gì đó mà các anh chị cảm thấy chưa có đồng ý, chưa có hài lòng. Thì bây giờ các chị quăng nó đi, quăng hết đi cho Hằng. Và bây giờ hãy loại bỏ tất cả những cái điều đó ra khỏi cái đầu của mình. Bởi vì một cái đầu mà nó quá nhiều nỗi sợ và một cái đầu nó quá nhiều những cái sự tiêu cực, không bao giờ nó giúp bạn đi đến thành công. Không bao giờ giúp bạn bán được hàng. Không bao giờ giúp anh chị là gì? Thôi sợ quá bây giờ mình mà bán hàng chắc khó lắm, chắc không làm được đâu. Bây giờ phải làm sao ta? Bây giờ mình không chắc là mình không phù hợp, đúng không? Các anh chị sẽ suy nghĩ như vậy, Hằng làm được thôi chứ không ai làm được hết á. Chắc chị thấy chị sự bán giỏi, chị nghệ bán giỏi chứ không ai bán được hết á. Rồi xong, coi như cuộc đời mình chấm dứt từ đây, sự nghiệp mình không bao giờ mình tiến triển được các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ cái lần đầu tiên chưa kịp làm gì hết là đã thua rồi các anh chị. Đã thua rồi. Ngay từ lần đầu tiên chưa kịp làm gì hết, cho nên là gì các anh chị? Ừ, giúp cho Hằng quăng nó đi các anh chị, quăng nó đi. Đưa cái bộ mặt này ra nè, đi ra khỏi nhà, bắt đầu hành động và làm việc giúp cho Hằng. Thay vì ngồi suy nghĩ, ngồi ở nhà, gọi là người ta gọi là cái câu gì ạ? Rảnh rỗi xin ông nội các anh chị. Rảnh rỗi thì xin ông nội. Ngồi suy nghĩ nhiều quá, ngồi rảnh quá ngồi suy nghĩ chứ làm gì đâu. Đúng không các anh chị? Rảnh quá ngồi suy nghĩ chứ làm gì đâu. Ngồi suy nghĩ có ra tiền không? Thế Hằng hỏi các anh chị bây giờ này, các anh chị trả lời cho Hằng câu đi. Suy nghĩ nó có ra tiền không các anh chị? Ngồi suy nghĩ, ngồi sợ, ngồi suy nghĩ nó có ra tiền không các anh chị? Các anh chị comment lên. Suy nghĩ nó có ra tiền không? Thế thôi ngồi ở nhà suy nghĩ làm cái gì? Suy nghĩ không ra tiền thì ngồi suy nghĩ làm cái gì? Làm cái gì á mà nó ra tiền á thì làm. Còn cái gì không làm ra tiền thì vui lòng đừng làm giúp cho Hằng. Đồng ý không ạ? Lướt Facebook không ra tiền, vui lòng đừng làm. Lướt Facebook mà đi tương tác, đi làm việc, tạo ra tiền thì làm. Hằng nói là Hằng đi uống cà phê,
Hằng đi ăn hay Hằng bất cứ cái gì mà Hằng bước ra đường hay Hằng làm bất cứ một cái việc gì nó đều có mục đích các anh chị. Mình phải làm cái gì nó tạo ra tiền cho mình, đúng không ạ? Tạo ra lợi nhuận cho mình hoặc là giúp cho mình có một cái tinh thần tốt. Đôi khi mình đi mình shopping hay là mình làm cái bộ phim, mình xem một bộ phim gì đó, nó giúp cho mình tinh thần mình hưng phấn lên thì mình gì ạ? Mình tiếp tục cái công việc của mình. Chứ còn bây giờ mà cứ ngồi suy nghĩ là trời ơi sợ quá, giờ cái này có làm được không, cái này chắc không phù hợp với mình, B-side có phải lừa đảo không, B-side có phải đa cấp không, rồi giờ sao mà mình nói mà người ta không làm thì kỳ vậy ta. Trời ơi, cái đầu mà ngồi suy nghĩ những cái đó, Hằng nói với các anh chị luôn á, là không bao giờ các anh chị hành động được chứ ạ. Ngồi suy nghĩ thì làm sao ra tiền. Bây giờ suy nghĩ á, mà ra tiền á thì suy nghĩ, còn suy nghĩ mà không ra tiền thì thôi, vui lòng dẹp cái suy nghĩ đó giúp cho Hằng à. Loại bỏ suy nghĩ đó ra rồi bắt đầu đi gì ạ? Lao ra đường, gặp khách hàng, nói cái giống gì cũng được các anh chị. Nói cái giống gì cũng được, hẳn cần quan trọng các anh chị phải nói đúng, nói hay, nói hay, nói dở gì cũng được. Ra đường cứ nói đi, cứ mở cái miệng mình ra cái đã. Gặp khách hàng đi, thay vì cái thời gian ngồi suy nghĩ thì vui lòng dành cái thời gian đó lên cái lịch gặp khách hàng, được chưa? Gặp qua Zoom cũng được, online cũng được, gọi điện cũng được, nhắn tin cũng được, nhưng làm sao đó cho cái lịch làm việc của mình nó full các anh chị. Đây là cái bí kíp của Hằng nha. Làm sao đó cho cái lịch của mình nó luôn luôn, các anh chị luôn luôn thấy Hằng cũng sao Hằng lúc nào Hằng cũng bận rộn, mà sao lúc nào Hằng cũng gọi là bận rộn, mà sao nó có nhiều năng lượng làm việc này kia. Bởi vì sao? Bởi vì Hằng, chính vì Hằng bận rộn nên Hằng mới không có thời gian cho cái việc suy nghĩ các anh chị. Chính vì bận rộn nên không có thời gian cho việc suy nghĩ, cho nên không có dẫn đến những cái việc là rảnh rỗi sinh nông nổi. À, và suy nghĩ nó sẽ làm cho mình bị tụt tinh thần, được chưa? Cuối cùng tóm lại, vui lòng dẹp suy nghĩ một bên, tập trung vào việc hành động, làm thôi, đừng có nghĩ nhiều, ok chưa ạ? Ok nhá. Làm cái gì cũng được, nhưng mà miễn là dạ, là có lợi ích cho mình, lợi nhuận cho mình là được. Kiếm được tiền, nói chuyện với khách hàng cũng được, nói chuyện với lại đại lý cũng được, nói chuyện với tổng đại lý cũng được, nói chuyện với anh Sơn cũng được, nói chuyện với lại khách hàng cũng được, nói chuyện với ai cũng được, miễn sao trong cái cuộc nói chuyện đó nó có ý nghĩa. Ngồi bà tám với cái bà hàng xóm, nói sao cho nó ra tiền các anh chị. Chứ còn cứ ngồi ba cái showbiz rồi ba cái thằng này trộm thằng kia ăn cướp, ba cái đó nó có ra tiền không? Không ra tiền thì đừng có nói. Nói cái gì mà nó liên quan ra tiền á, tạo ra tiền thì nói. Được chưa? Ok chưa? Ra mà gặp khách hàng, lao ra bắt chuyện người này người kia, nói chuyện người này người kia, rồi dạ, tư vấn khách hàng này kia, nói cái gì nó ra tiền, làm cái gì nó ra tiền thì làm. Còn cứ ngồi suy nghĩ cái gì đâu không mà không có ra tiền thì vui lòng dẹp cái suy nghĩ đó qua cho Hằng. Ok chưa? Ok chưa các anh chị? Được chưa? Rồi ok ha. Thiết lập, ừ đúng rồi, chị Hải Vân đó, chị Hải, trời ơi, chị Hải Vân siêu bán hàng đúng không, nói một hồi thành siêu nhân, đúng chính xác chuẩn, không cần chỉnh, best seller nói gì cũng đúng, đúng không ạ? Nói một hồi là thành siêu nhân các anh chị. Các anh chị cứ nói nhiều vào bán hàng đi, ra đường nói nhiều vào, chút xíu ra đường nói người này người kia, không phải là nói một người nói nhiều mà các anh chị nha. Trong cái khóa bán hàng tiếp theo, buổi bán hàng tiếp theo, Hằng sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách nói chốt sale, nói khách hàng như nào để mà nói đủ ít nhưng mà vẫn chốt được sale. Không phải là người bán hàng người nói nhiều mà là người nói nhiều người các anh chị. Các anh chị hình dung không? Người bán hàng không phải là một người mà nói nhiều lời mà là dạ, không phải nói nhiều chuyện, không phải nói với một người mà nói nhiều chuyện các anh chị, mà là nói với nhiều người, được chưa? Người bán hàng là phải nói nhiều người, đúng chưa? Nói nhiều người, nói người này thất bại qua người kia thành công. Nói chập hồi thì thành công, mà người nói 10 người thì chưa thành công, nói 20. 20 người chưa thành công, nói 30 người. 30 người chưa thành công, nói tiếp 40 người. 40 người chưa thành công, nói tiếp 50 người. Nói cho tới khi nào thành công thôi. Nói khi tới khi nào thu nhập mấy trăm triệu đi. Xì ngừng, được chưa? Bây giờ Hằng vẫn phải nói các anh chị. Hằng nói từ sáng đến tối các anh chị. Trước không dám mở mồm với ai. Chị Hải Vân tức cười quá, chị Hải Vân mình best seller. Ok rồi, đây các anh chị, mình thiết lập những cái tuyên ngôn đúng đắn về bản thân của mình. Bây giờ các anh chị dùng cho Hằng một cái tờ giấy A4, Hằng cho các anh chị 3 phút các anh chị lấy tờ giấy A4 ra, được chưa? 3 phút các anh chị lấy tờ giấy A4 ra học á, là đừng có ngồi nghe. Hằng nói nghe á, là nhiều anh chị ngồi học có kỳ lắm, ngồi nghe mà ngồi nghe không được cái gì đâu. Ngồi nghe xong từ cái lỗ tai này qua cái lỗ tai kia á, là nó đi luôn các anh chị. Người ta gọi là nước đổ lá môn các anh chị. Đúng không ạ? Nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt gì đó, đúng không ạ? Tức là nói lỗ tai này, nó lỗ tai kia. Gọi là một cái trí nhớ siêu phàm, một cái trí nhớ thông minh tuyệt vời, không bao giờ bằng một cái bút chì cuồng các anh chị. Nên là gì? Dùng học, vui lòng, dùng giấy, dùng bút viết lại cho Hằng. Được chưa? Tất
cả mọi thứ, bút, giấy, ghi âm, tất cả mọi thứ làm lại. Rồi ok, lấy tờ giấy ra cho Hằng. Sau đó lấy giấy A4 ra. Các anh chị vẽ, các anh chị biết mỗi ngày là Hằng đều dùng tờ giấy A4 để Hằng vẽ cái sơ đồ mind map này, rồi Hằng suy nghĩ những cái ý tưởng làm việc nè, rồi những cái kế hoạch mình, cái việc mình phải làm này, là trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng này, mình phải làm việc với ai nè, tất cả mọi thứ để Hằng phải đều giấy, dùng giấy A4 và Hằng dùng cái bút để Hằng vẽ ra. Thì bây giờ các anh chị cũng thế, các anh chị tập cho Hằng dùng giấy A4, mua sắp giấy A4 về, sau đó mình ngồi mình mindset mình lại ha, mình làm việc. Và trong cái tờ giấy A4 đó các anh chị ghi cho Hằng những cái từ này như là tôi mạnh mẽ thông qua những trải nghiệm hàng ngày, được không? Thay vì nói là dạ ờ trời ơi, tôi thất bại rồi, tôi yếu kém quá, thì bây giờ các anh chị đổi những cái ngôn từ, đổi những cái câu từ đó thành tôi mạnh mẽ hơn thông qua những trải nghiệm hàng ngày. Thay vì nói là tôi thất bại, tôi tư vấn hoài không ai mua hàng của tôi, thì bây giờ đổi cái câu lại là tôi mạnh mẽ thông qua những cái trải nghiệm. Tức là mỗi cái cục chốt sale thất bại đó là một trải nghiệm của các anh chị, được chưa? Thay đổi lại cái chỗ đó cho Hằng. Thay vì các anh chị Hằng ơi, sao chị tuyển tuyển nhiều lắm luôn á, nhưng mà không có được ai hết, không chốt được ai hết. Các anh chị biết tại sao không? Các anh chị biết tại sao không? Hỏi ra thì mới biết. Tư vấn chưa tới 10 người mà đòi là lên 1 sao. Không biết là sao luôn các anh chị. Tư vấn chưa tới 10 người mà đòi lên 1 sao. Bán hàng bao nhiêu người rồi? Dạ em mới tư vấn cho 5 người thân của em. Ôi trời ơi, mới tư vấn mới có 5 người mà đòi là bán được hàng, đòi lấy 1 sao, đòi kiếm được tiền. Đâu ra các anh chị, 50 người cũng chưa có mà, đúng không? Kiếm làm gì vào các anh chị? Mình kỹ năng kém thì mình phải làm gì vào? Cho nên là gì? Mỗi cái trải nghiệm, mỗi cái thất bại, mỗi cái sự từ chối, nó là một cái trải nghiệm của mình. Cho nên mình hãy xem cái sự thất bại đó là một trải nghiệm. Ok không các anh chị? Nên là tôi mạnh mẽ hơn thông qua những trải nghiệm hàng ngày. Đấy, đại lý Lê Thùy Dung kìa, Quảng Ninh kìa, đi chợ cũng bán được hàng, thấy chưa? Đi chợ người ta cũng bán được hàng, đi ra đường người ta đi đổ rác cũng bán được hàng, người ta đi Grab cũng bán được hàng các anh chị, người ta đi đâu cũng bán được hàng hết đó. Còn các anh chị thì sao? Đúng mà, các anh chị ngồi nhà em thì suy nghĩ, nhưng mà các anh chị cứ bán 1-2 người bạn bè thân quen quen không được, các anh chị thất bại, xong rồi các anh chị bỏ luôn, bỏ cuộc luôn các anh chị, được chưa? Tôi mạnh mẽ hơn thông qua những trải nghiệm hàng ngày, tôi có đủ tiền để làm những mọi điều tôi muốn. Đủ tiền để mọi điều tôi muốn, được chưa? Tức là mình phải ám ảnh mình có nhiều tiền trước khi mình có tiền các anh chị. Có nhiều cái thôi bây giờ mình không dám nghĩ tới, không dám mơ tới, bởi vì mình sợ là mình làm không có được nên mình không dám mơ, mình không dám mơ cao, không dám mơ xa. Tại sao? Tại sao các anh chị? Tại sao sinh ra cũng gì? 2 cái lỗ tai, 2 con mắt, 1 cái lỗ mũi, 2 cái tay, 2 cái chân, 1 cái miệng. Nhưng tại sao người ta thì bán được hàng, còn mình thì không? Người ta lên được đại lý 3 sao, người ta lên được 1 sao, 2 sao, 3 sao, người ta lên tổng đại lý, người ta lên đại lý chi nhánh, còn mình thì không. Bởi vì sao? Bởi vì mình không chịu làm, bởi vì mình tiêu cực, bởi vì mình không ám ảnh mục tiêu. Đơn giản là như thế thôi các anh chị, đúng không ạ? Nên là dạ, phải ám ảnh là dạ, mình có đủ tiền, mình phải có nhiều tiền các anh chị. Các nhà hàng nói là trước khi mà Hằng đi kiếm được tiền đó các anh chị, đi kinh doanh BSA á, là Hằng nói với các anh chị là Hằng là Hằng luôn luôn là Hằng là cách đây 3 năm là Hằng đã đi kiếm nhà rồi các anh chị. Hằng kiếm coi thử cái căn nhà nào nó phù hợp với mình, cái xe nào nó phù hợp với mình thích cái xe nào, thích cái nhà nào, mình thích sống ở khu nào, và mình thích được những cái điều gì, mình sẽ đi du lịch ở những nơi nào. Mình xác định trong đầu của mình như vậy luôn các anh chị. Và sau 3 năm mình có thể làm được điều đó các anh chị. Bởi vì gì các anh chị? Mình ám ảnh mục tiêu, được chưa? Mình cho mình là mình sẽ được điều đó trước khi mình làm được nó các anh chị. Mình ám ảnh rằng mình sẽ làm được điều đó trước khi mình làm được nó, các anh chị nhớ nha. Mình phải ám ảnh trong đầu của mình trước khi gọi là mặc định, tưởng tượng rằng mình đã có nó trước khi mình có nó. Các anh chị nhớ điều này ha. Ok ha. Mọi người đều muốn mua hàng từ tôi. Mọi người đều muốn mua hàng từ tôi các anh chị. Mọi người đều muốn giới thiệu khách hàng cho tôi. Tôi có đủ hiểu biết, đủ tri thức trong tất cả những lĩnh vực của tôi. Tôi sẽ mang đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Đây là những cái tuyên bố mà đúng đắn mà các anh chị phải làm được các anh chị. Đây là những cái tuyên bố trong những cái cuốn sách mà Hằng đã đọc về tư duy về bán hàng các chị nha. Và nếu như các anh chị làm được những cái điều này á, thì Hằng nói các anh chị luôn, trong Brand DC, trong sách Brand DC có nói về cái điều này, những cái tuyên bố này là Hằng lấy từ trong sách đó ra. Nếu như các anh chị thay đổi được những cái điều này á, và các anh chị tuyên bố với chính bản thân các anh chị làm được cái điều này, thì Hằng khẳng định với các anh chị luôn, thời gian sắp tới các anh chị làm liên tục nó, liên tục cho Hằng. Và trong quá trình các anh chị đi kinh doanh, các anh chị làm liên tục, cho đến khi nào các anh chị đạt được cái điều này thì thôi. Ok không ạ? Cho đến khi nào các anh chị đạt được thành công thì thôi. Cho đến khi nào các anh chị trở thành best seller, các anh chị trở thành người bán hàng xuất sắc, thì các anh chị mới được dừng lại. Bây giờ thôi suy nghĩ về những điều này khi các anh chị đã trở thành người xuất sắc. Ok chưa? Phải nghĩ cái liên tục điều này các anh chị nhá.
thôi miên. Ok thôi miên. Rồi, áp lực tạo nên kim cương các anh chị. Các anh chị có nhìn thấy một cái hình viên kim cương rất đẹp không? Có phải là các anh chị nhìn thấy cái viên kim cương này rất đẹp đúng không các anh chị? Các anh chị có biết nó được làm từ gì không các anh chị? Các anh chị có biết nguyên liệu để làm nó, nó cũng giống như cái nguyên liệu làm ra cái cục than đó các anh chị. Cái cục than mà các anh chị hay dùng mà trong cái bút chì á, hoặc là than các anh chị, carbon C12 á các anh chị. Đúng rồi, carbon C12. Thì các anh chị có biết là than chì và kim cương được làm cấu thành từ carbon C12. Và các anh chị có biết á là tại sao kim cương nó lại đẹp như thế, nó lại tuyệt vời như thế và nó lại đắt giá như thế, còn trong cái than chì thì nó quá rẻ các anh chị. Có biết tại sao mà các anh chị ở đây có ai biết tại sao thì các anh chị sẽ comment cho Hằng biết đúng không ạ? Tại sao cái cục than chì á nó lại có hình dáng xấu xí hơn, nó đen thui, nó xấu xí các anh chị, và trong khi cái viên kim cương nó đẹp, nó lộng lẫy và giá của viên kim cương nó lại mắc hơn. Giá của viên kim cương nó mắc hơn. Và các anh chị cũng biết có một cái bí mật nữa là gì? Viên kim cương nó rất chắc chắn các anh chị, một cái cấu trúc cực kỳ vững chắc, cấu trúc hình lập phương cực kỳ vững chắc. Và nói các anh chị, chỉ có kim cương mới cắt được kim cương thôi, chứ các anh chị không thể cắt được kim cương. Rồi các anh chị biết sao ạ? Nó đúng rồi, chính xác, ở trong cái môi trường, cái điều kiện tạo thành khác nhau các anh chị. Tức là kim cương được tạo thành từ áp lực cực kỳ lớn các anh chị, áp suất cực kỳ lớn luôn để tạo ra được cái viên kim cương này. Còn than chì thì nó chỉ ở một cái áp suất rất nhỏ thôi các anh chị. Nên dẫn đến cái việc là gì? Cái việc là gì? Là muốn làm được kim cương á, thì rất là khó các anh chị, rất là khó. Và kim cương nó chịu được cái áp lực lớn, áp suất lớn. Chính vì thế mà kim cương có thể gọi là quý hiếm và đắt giá và vững chắc, vững chãi. Các anh chị thấy không ạ? Và rất đẹp. Các anh chị nhìn những cái gì mà các anh chị đang thấy ở hiện tại á, có thể là sao cái người đó tuyệt vời quá, sao chị này chị kia, anh này anh kia sao giỏi quá, thành công quá. Nhưng mà đó là cái các anh chị đang nhìn thấy họ ngay ở thời điểm hiện tại. Nhưng các anh chị không biết họ đã từng là những cục than chì. Họ đã chịu những cái áp suất, áp lực như thế nào trước khi họ trở thành viên kim cương. Các anh chị hình dung ý của Hằng không ạ? Vậy thì ở đây á, nếu như các anh chị định vị bản thân mình là cục than chì thì ok. Mời các anh chị là dạ, không cần phải chịu được áp lực, không cần phải chịu được áp suất cao, được chưa? Các anh chị có thoải mái sống một cách bình thường, sống một cách nhẹ nhàng như mây trôi, sống một cách nhẹ nhàng đời bay bổng, đưa đời đưa ta về đâu thì ta đi về đó, đúng không? Thì các anh chị là than chì. Còn nếu như các anh chị muốn các anh chị là kim cương thì vui lòng chịu áp lực cực khổ, áp suất lớn, đúng không? Mạnh mẽ, đúng không? Những cái gì đây? Tao đây, đời cứ đập vào mặt tao đi, đúng không? Khó khăn cứ đập vào mặt tao đi, đây, tao chịu hết, được chưa? Tao chịu hết, miễn sao tao thành công là được, miễn sao tao đẹp như kim cương là được, miễn sao tao giàu là được, đúng không các anh chị? Ok, đúng rồi, BCA là cái lò luyện đấy. Nhưng mà anh chị nào á ở trong BCA lâu thì các anh chị thành viên kim cương. Còn anh chị nào mà ở trong BCA 1 tuần, 2 tuần thì các anh chị là sẽ là than chì. Ok nha các anh chị. Và bắt đầu tất cả mọi người đều là than chì. Và cái quan trọng là các anh chị ở trong cái lò luyện BCA bao nhiêu lâu, đủ lâu, đủ áp lực chưa, đủ cực chưa, đủ khổ chưa, đủ từ chối chưa, đủ khó khăn chưa, thì lúc đó các anh chị trở thành kim cương. Đủ lâu chưa? Đủ lâu chưa là cái đầu tiên. Đủ áp lực chưa, đủ khó khăn chưa, đủ sự từ chối chưa các anh chị, đủ vất vả chưa, thì lúc đó các anh chị tạo thành kim cương. Còn các anh chị vẫn còn đang thoải mái, vẫn còn đang làm được, không làm cũng được, vui vẻ thôi, đúng không? Bình bình thôi, làm tàn tàn thôi, thì nó vẫn là gì các anh chị? Vẫn đơn thuần là một cái than chì thôi. Ok chưa? Cái quan trọng các anh chị muốn mình là than chì hay kim cương thì tùy các anh chị. Ok không ạ? Tùy các anh chị ha. Hôm nay thì Hằng sẽ đào tạo về cái phần hơi hướng về tư duy, nó hơi nhiều một tí các anh chị ha. Các anh chị chịu khó, nhưng mà đối với Hằng cái tư duy nó là cái quyết định toàn bộ cái sự thành công của một con người các anh chị. Một cái sự nghiệp thành công, một sự kinh doanh nó phát triển thành công hay không, nó nằm ở tư duy các anh chị. Con người thành công nó khác nhau với con người, nó khác với con người thất bại, nó chỉ nằm ở tư duy thôi các anh chị. Bởi vì sinh ra thì cũng tay chân như thế, đúng không? Mắt mũi như thế, đầu óc cũng như thế thôi. Nhưng mà tại sao người ta thành công được? Bởi vì người ta có tư duy của người thành công, đơn giản là như thế thôi. Cho nên ban đầu Hằng muốn các anh chị phải là tư duy của một cái người thành công cái đã. Các anh chị phải thay đổi được cái tư duy tiêu cực, thay đổi được cái tư duy là tự ti và bản thân, thay đổi tất cả mọi thứ đó cho Hằng. Thay đổi ban đầu các anh chị phải thay đổi cái đã,
Sau đó thì Hằng sẽ có những cái buổi tiếp theo, Hằng sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm sao mà các anh chị có cái tư duy đầu tiên có rồi, các anh chị có nào thiết lập cho mình những cái hoạt động để mình có thể là rèn luyện mỗi ngày để các anh chị trở thành một người bán hàng xuất sắc. Ok không các anh chị? Ok nha. Rồi, Hằng sẽ không nói nhiều, tư duy Hằng sẽ nói nhiều trong buổi ngày hôm nay thôi, còn buổi ngày hôm sau thì Hằng sẽ nói nhiều về cái kỹ năng nhiều hơn cho các anh chị. Ok ha. Rồi bao nhiêu các anh chị, bao nhiêu các anh chị nghĩ ra than chì và bao nhiêu các anh chị nghĩ rằng mình là kiên cường? Các anh chị có chịu đủ áp suất, đủ áp lực và đủ vất vả, đủ cái cực khổ để các anh chị trở thành kiên cường không ạ? Bao nhiêu anh chị, bao nhiêu anh chị nghĩ rằng là mình sẽ trở thành kiên cường? Các anh chị ở trong Bisa đủ lâu, các anh chị đủ kiên trì, đủ lì, đủ chịu được áp suất, đủ chịu được áp lực thì các anh chị trở thành kim cương. Bao nhiêu anh chị, bao nhiêu anh chị nghĩ rằng mình định vị mình là kim cương các anh chị? Bao nhiêu anh chị nghĩ rằng định vị mình sẽ là kim cương? Bao nhiêu các anh chị à? Rồi, quá trời các anh chị luôn, ở đây là 900 mấy chục người đây, gần 1.000 người. Mà bây giờ mới đâu có 7-80 cái comment à. Vậy là còn 900 cái 800 còn lại là than chì à? Là than chì à? Ai muốn đẹp như kim cương à? Rồi, muốn như kim cương đúng không? Trời ơi, muốn như kim cương thì phải làm ha. Phải làm đây. Rồi bao nhiêu anh chị đâu, 900 anh chị muốn làm kim cương thì đây, đây là cái bí kíp làm sao để có thể trở thành viên kim cương các anh chị. Vượt ra khỏi cái vùng an toàn của mình, được chưa? Ví dụ như hiện tại bây giờ các anh chị đang ở một cái vùng an toàn là một cái chiếc cái như thế này các anh chị, một cái điện thoại đúng không? Cái vùng an toàn các anh chị nó nhỏ bằng cái điện thoại thôi đúng không? Thì bây giờ phải làm sao đó các anh chị vượt ra khỏi cái vùng an toàn này, và các anh chị sẽ chọn vùng an toàn của mình là sẽ một cái cuốn sách lớn hơn. Đó. Rồi vùng an toàn anh chị sẽ làm cái căn nhà này. Vùng an toàn anh chị sẽ phá vỡ ra khỏi cái căn nhà này là một cái tỉnh, cái quận, cái huyện gì đó, sau đó ra khỏi tầm Việt Nam, ra khỏi tầm thế giới, đúng không ạ? Cái vùng an toàn của mỗi con người nó sẽ là khác nhau. Và vùng an toàn đó là nó chính là cái khoảng mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Các anh chị có đang sống trong một cái cảm giác đang rất thoải mái, các anh chị đang làm kinh doanh trong một cái cảm giác là rất thoải mái và đang làm những việc mình thích, còn mình không chấp nhận làm những việc mình không thích, đúng không? Nhưng chị nói thôi, chị ngại ra ngoài, chị sợ giao tiếp với người khác, chị ngại đi bán hàng, chị không thích nói chuyện với người thân, chị không thích là tư vấn về cái sản phẩm và ví dụ như là phụ khoa, chị ngại nói về những cái chuyện sinh lý, rồi chị ngại nói về cái việc là tư vấn bán hàng. Rất 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 là nhiều anh chị sẽ ngại miệng, ngại mồm, không dám nói, đúng không các anh chị? Đó là tại vì các anh chị vẫn đang làm những việc các anh chị cảm thấy thoải mái. Nó đang ở trong cái vùng an toàn đó. Ha. Muốn bứt phá ra khỏi vùng an toàn, muốn trở thành kim cương thì hãy bứt phá ra khỏi vùng an toàn, và muốn bứt phá ra khỏi vùng an toàn thì phải làm những điều mình không thích các anh chị. Những điều mình không giỏi, những điều mình yếu, những điều mình không thích là những điều mà mình phải làm để mình vượt ra khỏi vùng an toàn. Nhiều anh chị nói rằng trời ơi, cái này khó quá, không phù hợp với mình, mình không có làm được cái kiểu này. Nhưng mà các anh chị phải làm. Hằng nói thật với các anh chị nha, Hằng không thích bán hàng, Hằng không thích đào tạo như thế này, Hằng không thích sale, Hằng không thích giao tiếp, Hằng không thích nói chuyện với khách hàng, Hằng không thích tư vấn chốt sale các anh chị. Thực sự Hằng không thích ngành tài chính luôn. Hằng nói thật với các anh chị là Hằng không thích luôn á các anh chị. Hằng nói về kinh doanh, Hằng thích làm nghệ thuật hơn, Hằng thích kinh doanh các anh chị. Hằng có ước mơ Hằng làm dancer chứ Hằng không thích làm kinh doanh. Nhưng mà nói chung là tại vì cái khát khao, cái mong muốn của mình nó quá lớn các anh chị, nên nó bắt buộc mình phải làm những cái việc mình không thích. Nhưng mà khi mà các anh chị đã vượt ra khỏi vùng an toàn, các anh chị làm được rồi á, khi mà các anh chị là bán được hàng tốt nè, trở thành người bán hàng giỏi nè, giao tiếp khách hàng tốt nè, kỹ năng các anh chị gia tăng á, và làm được những cái điều mà mình nghĩ là mình không làm được, và cuối cùng mình làm được, Hằng nói cảm giác nó sướng vô cùng các anh chị, nó sướng vô cùng tận. Mà Hằng nói với các anh chị, nếu như mà các anh chị thử một lần trong cuộc đời của Hằng làm những điều mà mình dở đi, làm những điều mình yếu đi, mà mình khắc phục được nó, thì Hằng nói thôi các anh chị là bá chủ thiên hạ, bá chủ thế giới các anh chị. Bởi vì các anh chị sẽ nâng cao được cái kỹ năng và cái điểm mạnh của mình, các anh chị sẽ được phát huy tối đa luôn. Tự dưng từ một người không bán hàng sau này trở thành một cái người đào tạo về sale. Đây, Hằng đây các anh chị. Đây,
nhìn vào cái con người này này các anh chị, nhìn vào cái con người này này, nhìn vào cái con người này này, có bao giờ mà cách đây 3 năm các anh chị nghĩ Hằng là một cái đứa bán hàng tệ nhất, cái đứa bán hàng không dám mở cái mồm ra nói chuyện với khách hàng là Hằng đó các anh chị. Nhìn vào cái con người này đây và có động lực cho vòng 3 năm nữa mình sẽ trở thành là người bán hàng đứng đây và đào tạo cho 1.000 con người đi bán hàng. Bao nhiêu anh chị nghĩ rằng sau 3 năm mình sẽ trở thành một cái người đứng ra dám đào tạo cho 1.000 người trong hệ thống của mình đi bán hàng các anh chị? Đấy thì các anh chị sẽ có cơ hội, các anh chị sẽ có cơ hội được chưa ạ? À, ok nhá. Đây nhìn vào cái con người này đây, cái con người tệ hại này đây, bây giờ đứng ở đây và đào tạo cho các anh chị đấy. À, con người tệ hại đấy, tệ hại này, bán hàng tệ hại, bán hàng dở lắm đấy, nhưng mà bây giờ đứng đây dám đào tạo cho các anh chị là các anh chị phải biết là như thế nào đấy, phải lột xác cỡ như thế nào, phải thay đổi như thế nào, phải khóc lóc ỉ ôi nhiều đêm về nằm ôm chăn ôm gối hu hu các thứ đúng không? À, phải như thế các anh chị, phải có những cái giai đoạn như thế thì mình mới có thể phát triển được năng lực của mình. Phải là cảm thấy có những cái giai đoạn mình cảm thấy là bản thân mình thất bại, bản thân mình rơi vào những cái khoảng cùng cực nhất, thì lúc đó các anh chị đang bắt đầu có những cái tiến triển về cái kinh doanh của mình đó các anh chị. Khi mà các anh chị rơi vào cái giai đoạn mà các anh chị cảm thấy mình tệ hại nhất thì đó là những bạn mà các anh chị phải bứt phá ra, và các anh chị sẽ đạt được những cái kết quả. Nếu như ai mà cũng vượt qua được cái giai đoạn biến cố đó thì chắc chắn các anh chị sẽ thành công, chắc chắn các anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Ok chưa các anh chị? Cố gắng ha, cố gắng làm sao đó mà các anh chị phá ra khỏi cái vùng an toàn của mình, nhớ nha, phá vùng an toàn mình. Bây giờ không dám mở mồm ra, đi ra ngoài mở mồm đúng không? Không dám mở cái mồm mình ra nói chuyện với khách hàng, đi ra ngoài ngay lập tức, ngày mai bắt chuyện với cái bà bán đồ ăn sáng, bán cơm trưa, rồi bán cơm tấm, cơm nhịt, bún bò gì đó, rồi ra chợ, đi chợ thì ngay lập tức bắt chuyện với bà, được chưa? Nói bao nhiêu cũng được, nói về cái gì cũng được các anh chị, nói cái gì cũng được hết, nói về kem chống nắng cũng được, nói về Hehona cũng được, nói cái gì cũng được các anh chị. Hằng ở đây á, Hằng sẽ không đào tạo bất kỳ sản phẩm nào các anh chị nha, Hằng sẽ đào tạo chung. Hằng sẽ đào tạo làm sao các anh chị có một cái kỹ năng nền tảng. Hằng nói với các anh chị là khóa học bán hàng của Hằng là bán bất cứ sản phẩm nào, bán bất cứ sản phẩm nào cũng bán được hết, bằng cách là gì ạ? À? Chịu lao ra ngoài đường và nói chuyện, được chưa? Nói chuyện với càng nhiều người thì bạn sẽ bán được càng nhiều hàng, đơn giản là như thế thôi, không có gì hết đó. Lao ra ngoài nói chuyện như Hằng, cái gì mình không làm được là quyết tâm làm cho tới cùng, làm cho tới khi nào mình làm được thì thôi. Ok cho các anh chị. Lao ra ngoài đường nói chuyện với khách hàng, giao tiếp với nhiều người, phát triển cái kỹ năng bán hàng, nói một người không mua mặc kệ, thôi bỏ qua, nói người tiếp theo, nói người thứ hai không mua, nói người thứ ba, nói người thứ n, nói người thứ 100 là kiểu gì cũng có người mua hàng các anh chị, được không? Nói tới người thứ 100 kiểu gì cũng có người mua hàng các anh chị, nên cứ nói cho Hằng, nói tới khi nào các anh chị bán được hàng thì thôi. Ok không? Bây giờ Hằng hỏi các anh chị nè, cái người bán vé số người ta nói bao nhiêu người một ngày, người ta tiếp cận được bao nhiêu người? Người bán hàng rong á các anh chị, tại sao cái người bán hàng rong á người ta mời biết bao nhiêu người? Người ta chịu mở cái miệng người ta ra, người ta mời người này người kia, người A người B người C, người tới 100, thậm chí là một ngày người ta gặp mấy trăm người. Tại sao người ta nói được? Người bán vé số người ta còn làm được, người bán hàng rong người ta còn làm được, người ta có học thức đâu, người ta còn làm được các anh chị. Mà các anh chị đây ở đây có học thức, có đại học, có học vấn, có đầy đủ nghề nghiệp các thứ mà lại không dám mở miệng, lại lại sợ bị từ chối, còn không bằng một cái ông bán vé số, đúng không các anh chị? Không bằng một ông bán vé số. Ok không các anh chị? Không bằng ông bán vé số. À, có nhiều anh chị là xin là phát biểu đúng không ạ? Lát nữa cuối giờ các anh chị, chắc là cuối giờ Hằng có một cái khoảng là để cho các anh chị có thể là giơ tay lên và mình có thể là trao đổi, bật mic lên ha. À, và Hằng đang trong cái đà của Hằng, Hằng nói nó đã các anh chị, nên là các anh chị đừng có đừng 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 có khiến cho Hằng bị mất đi cái gọi là Hằng hay quên lắm, cho nên khi mà Hằng trong Hằng quá trình Hằng nói là các anh chị cố gắng Hằng nghe ha, khoảng tầm là một chút xíu nữa, khoảng tầm là chắc cỡ cũng nhanh thôi, các anh chị cũng gần hết cái slide rồi, cố gắng hết cái slide này các anh chị, Hằng sẽ cho các anh chị bật mic lên, các anh chị giao lưu với mọi người nha. Rồi. Ok rồi, tiếp các anh chị nhớ ha, vượt qua khỏi vùng an toàn. Tiếp theo các anh chị, gia nhập vào top 20% dẫn đầu, vui lòng giúp cho Hằng gia nhập vào top 20% dẫn đầu. Bây giờ Hằng hỏi các anh chị vào một cái lớp học thì cái thằng 20% dẫn đầu là cái thằng nào các anh chị? Các anh chị vào lớp một lớp học thì 20% dẫn đầu là cái thằng nào các anh chị? Là thằng nào các anh chị comment cho Hằng xem thử nào. Chắc chắn là không phải là 70 người vừa rời khỏi phòng Zoom.
chắc chắn không phải top 20% dẫn đầu, không phải là 20 người vừa rời khỏi phòng Zoom, 70 người vừa rời khỏi phòng Zoom các anh chị. Ok ha. Đúng rồi, chính xác. Trong một cái lớp học nó chỉ có 20% là học sinh xuất sắc và học sinh giỏi thôi các anh chị, là những cái thằng lớp trưởng á, nó có học tập nè, nó có kỷ luật nè, những cái thằng học sinh giỏi đứng hàng đầu, top đầu đúng không? Có những cái thành tích rất là tốt. Đó là những cái thằng xuất sắc nhất. Vậy thì bây giờ mình bước vào một cái lớp học, bây giờ mình lao theo cái thằng học sinh cá biệt, cái thằng đứng bét lớp, hay là mình đi theo cái thằng học sinh giỏi? Một cái tự nhiên, một cái logic rất là bình thường, đúng không các anh chị? Đó là gì? Thì tao phải bám mấy cái thằng giỏi mà tao học chứ. Hằng nói thật với các anh chị, Hằng kể các anh chị câu chuyện ngày xưa ba Hằng á. Ba Hằng lúc nhỏ là ba Hằng nói một câu mà đến bây giờ Hằng mới thấm thía các anh chị. Ba Hằng nói là gì? Chơi á là phải chọn bạn mà chơi. Chơi á là chơi những người giỏi hơn mình, chứ đừng chơi với những người dở hơn mình. Để mình chơi với những người giỏi hơn mình để mình phát triển trong học tập. Ở bên ngoài chơi với ai cũng được, nhưng mà vô lớp á là con phải tìm những cái người giỏi hơn con để mà con gọi là con đi theo nó để con học. Hằng không nghe đâu các anh chị. Hồi nhỏ mình cảm thấy những cái lời đó là lời gọi là sao ba mình sao mà thực dụng và lợi dụng này kia, nhưng không phải các anh chị. Lớn lên là mình mới hiểu cái lời ba mình nói là những cái, thành ra là ba mẹ mình nói là phải mấy chục năm sau mình mới hiểu được, đúng không các anh chị? Có nghĩa là dạ, các anh chị phải bám theo những cái người gọi là xuất chúng nhất trong cái đội nhóm của mình, trong cái hệ thống của mình, trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Các anh chị phải tìm những người xuất sắc nhất, là những người có thành tích tốt nhất, có kết quả tốt nhất trong cái kinh doanh của mình. Các anh chị bám những người đó cho Hằng. Không phải là vào là cứ bám apply đâu. Không phải vào là các anh chị cứ bám cái người mà hướng dẫn gần nhất của mình. Họ chỉ là cái người hướng dẫn cho mình các thao tác ban đầu thôi, còn không giúp mình thành công các anh chị ha. Cái người apply của mình đừng có đòi hỏi là trời ơi phải làm với cái người apply của mình là người apply. Mình chỉ là biết ơn họ thôi các anh chị. Mình biết ơn họ đã đưa mình vào kinh doanh này, cho mình cơ hội biết đến BC và giúp đỡ mình những cái thông tin ban đầu là mình vẫn biết ơn họ các anh chị. Nhưng khi mà mình làm việc các anh chị, mình cố gắng làm sao đó nhờ cái người đó kết nối với càng nhiều những cái người apply ở bên trên của mình, những cái người leader, những cái người nào đại lý 3 sao, đại lý chi nhánh, tổng đại lý vùng, những cái người có thành tích tốt nhất, những cái người đang ở trên gần các anh chị nhất và có những cái kết quả tốt nhất, thì các anh chị vào liên hệ với họ, xin được gặp cuộc gặp với họ. Các anh chị lâu lâu các anh chị nhắn tin, các anh chị hỏi ơi Hằng ơi làm sao để thành công em, ai mà trả lời, đúng không? Hằng ơi chị muốn được như em không, ai đâu trả lời. Các anh chị không trả lời được đâu. Tại vì sao? Muốn kể được cái quá trình thành công của mình phải mất tận 4 năm, các anh chị hình dung mà. Vậy thì làm sao bây giờ 4 năm mà kể bằng cái tin nhắn được, các anh chị hình dung không? Nên các anh chị thay vì vậy, các anh chị xin một cái lịch Zoom, các anh chị xin lịch Zoom với leader 3 sao của mình. Ngay lập tức bây giờ nhắn với cái người leader 3 sao của mình. Các anh chị hỏi cái người dẫn dắt của mình, leader 3 sao của tôi là ai? Leader tổng đại lý của tôi là ai? Và bây giờ tôi muốn gặp cái người đó, tôi rất là muốn gặp và tôi đang có một cái kế hoạch rất là mong muốn đạt được cái kết quả tại BC. Tôi muốn đạt được đại lý 1 sao, 2 sao, 3 sao. Bây giờ tôi muốn nhắn tin với cái người, tôi muốn là anh kết nối tôi với cái người đó và tôi có một cái cuộc gặp để mà tôi lên một cái kế hoạch làm việc, hành động ngay lập tức để đạt được kết quả. Bây giờ các anh chị tìm cho người vào kinh doanh này mà có nhiều anh chị không biết leader 3 sao của mình là ai, không biết cái người dẫn đầu của mình là ai, không biết cái người lãnh đạo của mình là ai, các anh chị là có những cái chị fail rồi. Tại sao? Vô mà gặp hai cái thằng mà mới, đúng không? Mình là một cái thằng mới, xong mình vô mình gặp cái thằng cũng mới giống mình, đúng không các anh chị? Xong rồi, ê, mày làm được bao lâu rồi? À, tao làm được 1 tuần. Ồ, thế là mày hơn tao. Tao làm được 3 ngày. À, thế mày có gì hay không? À, xong rồi, hỏi qua cái thằng tuần. Cái thằng tuần hỏi qua cái thằng 2 tuần. 2 tuần gọi thằng 3 tuần. Xong cái 5 thằng dắt nhau nghỉ luôn. Có không các anh chị? Có không ạ? À, các anh chị hay có cái thói quen là vào một cái môi trường đó, các anh chị hay gặp những cái người mới. Xong rồi các anh chị thấy, à, mới mới giống mình. Xong rồi vậy, thôi. À, hai đứa mình cùng học, à, gọi là người ta gọi là gì? Đôi bạn cùng tiến, cùng tiến hay là cùng lùi các anh chị, hay là cùng ra đi, à, hay cùng cùng ra đi luôn các anh chị, đúng không ạ? À? Tìm cái trong cái người cũng mới giống mình thì người ta giúp được chị cho mình, đúng không các anh chị? Nếu cái người apply của mình là cái người mới thì không sao cả, chuyện đó chuyện bình thường. Mình phải tìm cái người gì ạ? À? Có kinh nghiệm, đúng không? Hướng dẫn cho mình, cái người chính là cái người nhắn tin hỏi liền bây giờ, leader 3 sao của tôi là ai? Tổng đại lý của tôi gần nhất là ai? Thì cho tôi biết cái gia phả của tôi,
cho tôi biết những cái người hướng dẫn, cái người lãnh đạo của tôi, để tôi có thể là biết là tôi kết nối, tôi làm việc với người đó. Được chưa các anh chị? Đó là cái cách mà các anh chị sẽ gia nhập vào top 20% dẫn đầu, để mà các anh chị có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Được chưa? Đó là những cái thằng học giỏi đó các anh chị, những cái thằng học giỏi đó, xuất sắc đó. Còn mà cứ bây giờ muốn làm tổng đại lý đúng không? Muốn làm tổng đại lý chi nhánh, muốn làm đại lý 3 sao đúng không? Đi kiếm mấy cái thằng 3 sao, kiếm mấy cái thằng tổng đại lý mà làm việc đúng không? Xin lỗi, nói thằng thằng cho vui các anh chị nha. Lâu lâu nói formal, nó nghiêm túc quá thì các anh chị lại không vui. Thì lâu lâu Hằng muốn là nói cho nó vui vui một tí. Nhưng mà các anh chị nhớ ha, kiếm những cái lãnh đạo của mình. Ok ha, kiếm những cái người lãnh đạo của mình, họ đã có kinh nghiệm ở ngoài kia, có thể là Hằng không bằng các anh chị. Ở ngoài kia có rất nhiều anh chị giỏi, anh Hằng rất rất nhiều. Ở trong B-Side có rất nhiều anh chị là chủ doanh nghiệp này kia, biết như thế. Nhưng trong kinh doanh B-Side, Hằng tự tin Hằng là người có kinh nghiệm lâu năm, và Hằng có kết quả, và Hằng tự tin Hằng sẽ giúp được cho các anh chị. Cho nên là các anh chị hãy nhớ rằng là giờ, khi mình bước vào một môi trường nào đó, mình hãy tìm 20% dẫn đầu và follow cái người đó. Được chưa? Bám sát cái người đó thật chặt vào, bám chắc vào các anh chị. Đi đâu là đi đó, làm gì làm đó, làm y chang, làm y chang không khác gì hết. Thấy đắng gì đắng y chang vậy, làm gì làm y chang vậy. Họ bán hàng mình bán hàng, họ tuyển dụng mình tuyển dụng, họ nói mình đi mở rộng hệ thống mình mở rộng hệ thống, họ nói mình đi bán hàng là mình đi bán hàng, họ nói mình xây dựng đội nhóm là mình xây dựng đội nhóm, họ nói mình đi tuyển là mình tuyển, họ nói mình chăm sóc là mình đi chăm sóc, họ nói mình đứng lên đào tạo là mình đứng lên đào tạo. Các anh chị hình dung không? Nói gì làm đó, làm. Các anh chị thời gian đầu các anh chị phải biết follow, phải biết đi theo cái người dẫn đầu đó, thì các anh chị sẽ là người dẫn đầu. Ok chưa? Chị nói chuyện vui quá không buồn ngủ chút nào luôn hả? Sợ các anh chị buồn ngủ thôi, chứ Hằng sợ nhất là các anh chị buồn ngủ. Rồi các anh chị, đây là các anh chị biết ai mà Jeff Bezos, các anh chị là cái người gì ạ? Thành lập lên sang nhà sáng lập lên gì ạ? Amazon đúng không các anh chị? Amazon. Thì Jeff Bezos nói một cái câu là gì ạ? Chúng tôi không kiếm tiền từ việc bán hàng, mà chúng tôi sẽ kiếm tiền từ việc giúp khách hàng đưa ra quyết định mua sắm. Các anh chị, đây là một cái tư duy rất là đúng đắn đối với một cái người đi bán hàng xuất sắc các anh chị. Jeff Bezos không phải là một người bán hàng tầm thường, mà là một cái người bán hàng cực kỳ xuất sắc, bởi vì ông tạo ra được một cái hệ sinh thái mà ở đó có vô vàng nhiều hàng triệu 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 người trên thế giới có thể sử dụng để mà kiếm tiền, để mà mua sắm sản phẩm và để sử dụng những cái hệ sinh thái của ông. Có nghĩa là ông nó có hàng cộng đồng hàng triệu khách hàng. Vậy thì ở đây các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Hàng tỷ tỷ khách hàng chứ, sorry các anh chị, hàng tỷ luôn chứ không phải là hàng triệu. Hàng tỷ khách hàng các anh chị đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Là ở đây á, người ta không kiếm tiền từ việc bán hàng. Mặc dù người ta là người bán hàng xuất sắc, nhưng người ta không kiếm tiền từ việc bán hàng, mà người ta kiếm tiền từ việc giúp khách hàng đưa ra quyết định mua sắm. Hai cái ý này nó khác nhau hoàn toàn các anh chị nha. Hai cái ý này nó khác nhau hoàn toàn. Không, mình ở đây mình không bán hàng. Cái người đi bán hàng, với người bán hàng xuất sắc không phải là cái người đi bán hàng. Các anh chị nhớ nha, người tư vấn bán hàng là một người tư vấn tầm thường, một người bán hàng tầm thường. Người chuyên gia bán hàng là một cái người là gì ạ? Có thể giúp được khách hàng giải quyết những vấn đề của họ và đưa ra những cái quyết định về việc mua sắm. Các anh chị hình dung mà, giúp họ đưa ra những cái quyết định về việc mua sắm có nghĩa là gì? Jordan Belfort cũng có nói một câu là gì ạ? Bán hàng đường thẳng có nghĩa là gì? Bạn phải làm sao đó để giúp cho khách hàng đưa ra một cái quyết định là chỉ có thể mua sản phẩm của bạn chứ không mua sản phẩm của người khác nữa. Tức là không còn một cái lựa chọn nào khác ngoài cái lựa chọn là sản phẩm của bạn. Các anh chị hình dung ý của Hằng không ạ? Có nghĩa là các anh chị phải làm sao đó cho cái khách hàng họ cảm nhận được rằng là đây là cái sản phẩm sinh ra dành cho họ. Các anh chị đưa ra quyết định mua sắm có nghĩa là người ta phải quyết định mua sắm ngay lập tức cho cái sản phẩm của bạn chứ không phải là chọn sản phẩm khác. Các anh chị hình dung không? Cho nên là ở đây các anh chị phải hiểu được rất rõ về cái lối tư duy của một cái người bán hàng xuất sắc. Họ là một cái người luôn luôn giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng chứ không phải là một cái người đơn thuần chỉ là báo giá, công dụng và giá tiền ha. Không bao giờ như thế các anh chị ha. Trong những cái buổi tiếp theo Hằng sẽ hướng dẫn kỹ hơn về những cái nội dung người bán hàng và chốt sale. Rồi, các anh chị nhớ ha, triệu phú, Jeff Bezos là Amazon đúng không ạ? CEO của Amazon. Họ là người triệu phú bởi vì họ giải quyết được những vấn đề của hàng triệu triệu người trên thế giới. Và Jeff Bezos là một tỷ phú, đúng không ạ? Tỷ phú là giàu nằm trong top của thế giới. Thì họ là tỷ phú bởi vì sao? Bởi vì họ giải quyết được hàng tỷ vấn đề cho hàng tỷ người trên thế giới. Đúng không các anh chị? Đúng không? Ở đây nếu như các anh chị chỉ giải quyết vấn đề cho 3 người, 4 người, 10 người, 20 người, thì các anh chị đơn giản chỉ là gì?
là Việt Nam đồng thôi, đúng không? Việt Nam đồng thôi, mà 100.000 Việt Nam đồng chứ chưa lên tới vị trị của Việt Nam đồng nữa các anh chị. Muốn trở thành tỷ phú và tỷ phú lại là đô la các anh chị nha, chưa đến Việt Nam, nhưng mà đô la các anh chị, thì các anh chị phải giải quyết hàng tỷ dân, vấn đề cho hàng tỷ người trên thế giới. Ở đây nó đồng nghĩa với việc là cái ý câu này có nghĩa là gì các anh chị? Ý là gì? Bạn muốn trở thành người giàu có thì bạn phải có những cái sự giải quyết, tức là bạn phải làm cái giải pháp cho rất nhiều người trên thế giới, được chưa? Các anh chị hình dung ạ, tức là giải pháp cho rất nhiều khách hàng. Bạn càng giải quyết nhiều vấn đề cho khách hàng thì bạn càng bán được hàng. Các anh chị nhớ cái điều này nha. Giống như ở BSI hiện tại, anh CEO Sơn Nguyễn của chúng ta là thành lập ra được một cái mô hình, một cái hệ sinh thái mà nó giúp cho giải quyết được vấn đề về thu nhập của hàng hàng nghìn người, hàng chục nghìn người tại Việt Nam. Có đúng không các anh chị? Có đúng không ạ? Cho nên á, là anh Sơn mới có thể là phát triển được cái công ty của mình với quy mô lớn như thế. Còn nếu như không giải quyết được những cái vấn đề về thu nhập, về bán hàng, về kiếm tiền, hay là khách hàng họ có những cái vấn đề về da, về sức khỏe, về bất kỳ một nhu cầu nào đó mà chúng ta giải quyết được cho họ, thì có phải là chúng ta đang kiếm được tiền, đúng không các anh chị? Vậy thì ở đây người bán hàng là cái người giải quyết vấn đề cho khách hàng. Cho nên là các chị cứ thấy là khách hàng xong người ta tiêu cực, rồi sau người ta than vãn, sau người ta thế này thế kia, thì mình phải là người đi giải quyết cho họ. Mình giải quyết vấn đề cho chính mình và giải quyết vấn đề cho chính những khách hàng của mình, thì lúc đó mình có thể là trở thành tỷ phú và tỷ phú. Nhớ ha, ok ha. Rồi lát nữa các anh chị, Hằng sẽ nhờ một số các anh chị là đã các anh chị cũ đã thông qua những cái khóa học bán hàng trước đây của Hằng, là các anh chị đã áp dụng nó và làm rất là hiệu quả, thì lát nữa Hằng xin phép là mời một số các anh chị giơ tay lên và phát biểu ha, phát biểu một chút xíu về cái quá trình mà các anh chị đã bán được hàng, từ một người không biết bán hàng có thể bán được hàng rất là hiệu quả, thì lát nữa các anh chị sẽ nghe một số cái chia sẻ của một số anh chị ha. Rồi, thất bại thực sự là khi dừng tiến về phía trước các anh chị. Đây là một câu nói rất là nổi tiếng của Jack Ma các anh chị ha. Jack Ma là chủ tịch của tập đoàn gì các anh chị? Các anh chị biết không ạ? Alibaba. Alibaba là một tập đoàn cũng là về thương mại điện tử rất là nổi tiếng trên thế giới của Trung Quốc các anh chị ha. Và Jack Ma là một trong những diễn giả mà mang đến truyền cảm hứng rất nhiều cho tất cả những bạn trẻ khởi nghiệp toàn cầu. Có những câu nói rất là hay các anh chị, truyền cảm hứng rất là tốt, và thậm chí là ở nhà có một cuốn sách nói về cuộc đời của Jack Ma luôn các anh chị. Và mình thấy là Jack Ma rất là cực khổ các anh chị. Nhìn có vẻ là rất là cực đúng không anh chị? Nhìn rất là cực, nhìn rất là khổ. Nhưng mà cuối cùng người ta là tỷ phú đó các anh chị. Ok mà. Thì người ta có những cái câu rất là hay các anh chị có thể tìm đọc ha. Trong đó có một số cái câu như là thất bại thực sự là khi dừng tiến về phía trước. Ở đây có nghĩa là gì? Khi mà các anh chị bắt đầu cái chặng đường kinh doanh của mình mà các anh chị dừng lại, dừng tiến về phía trước, các anh chị chỉ cần dừng lại thôi, không tiến về phía trước là các anh chị đã thất bại rồi. Chưa kể là các anh chị đang đi lùi. Các anh chị hình dung ý của cái câu này không ạ? Có nghĩa là khi mà các anh chị đang đi trên cái chặng đường kinh doanh của mình mà các anh chị chỉ cần dừng lại thôi, đứng lại thôi, suy nghĩ, dừng lại và không có tiến về phía trước nữa, thì đó là lúc các anh chị đang thất bại. Các anh chị hình dung không? Thất bại nó không phải là các anh chị làm, các anh chị cứ liên tục tiến lên nhưng mà các anh chị lại không đạt được kết quả, thì nó không gọi là thất bại. Nó chỉ gọi là trải nghiệm thôi, và đang trên con đường thành công thôi các anh chị. Còn nếu như mà cái thất bại ở đây nó thực sự là khi mà các anh chị dừng lại và các anh chị không làm nữa, các anh chị không làm nữa, các anh chị không tiến về phía trước nữa, các anh chị không thực hiện nữa, các anh chị không bán hàng nữa, các anh chị không tuyển dụng nữa, các anh chị không xây dựng kinh doanh nữa, các anh chị từ bỏ kinh doanh của mình, đó chính là mới là thất bại thực sự các anh chị. Đó mới là sự thất bại thực sự. Các anh chị hình dung không ạ? Các anh chị hình dung không ạ? Ok, không biết là có anh chị nào ở đây là những anh chị mà đại lý 1 sao, 2 sao, 3 sao nào, là đại lý chi nhánh hoặc tổng đại lý nào mà đã trải qua những cái giai đoạn mà mình cũng là bắt đầu giống như Hằng và cũng chưa từng kinh doanh một cách hiệu quả, và sau đó là trải qua những cái lớp học của BSI và đã đạt được những cái kết quả trong BSI, thì không biết là có anh chị nào đại lý 1 sao, 2 sao, 3 sao có thể là giơ tay lên, và Hằng sẽ mời các anh chị là chia sẻ một chút xíu ở cái phần cuối của chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Không biết là có anh chị nào là gọi là giơ tay lên, mà lát nữa Hằng sẽ có một cái bài tập các anh chị ha, cho các anh chị. Không biết là có anh chị nào là sẵn sàng giơ tay lên để là chia sẻ về cái gọi là cái trước khi mà mình đến với BSI với các anh chị, là mình đã có những cái gọi là những cái thất bại hoặc là những cái gì đó mình chưa làm được,
Nhưng mà sau một thời gian khi mà mình tham gia những cái khóa học của BJ và các anh chị đã áp dụng những cái nãy Hằng vừa mới nói đó, rất là nhiều những cái vấn đề là thay đổi về cái tư duy của mình, là mình đã có thể là làm đạt được những cái kết quả như ngày hôm nay. Thì không biết là có anh chị nào có thể giơ tay lên, hoặc là những anh chị nào có những cái vấn đề nào đó mà mình cần gọi là mình gặp và mình cảm thấy khó khăn trong quá trình mình giải quyết, thì mình cũng có thể là mình giơ tay lên các chị ha, thì Hằng sẽ mời các anh chị chia sẻ. Các chị cứ giơ tay thoải mái nha. Rồi ok, Hằng thấy trên hình màn hình có một anh đại lý 3 sao vô cùng đẹp trai. Hằng sẽ mời lên đây là anh đại lý 3 sao là Tùng Tommy các anh chị ha. Cái máy Hằng hơi đờm chút xíu. Rồi ok, em mời anh Tùng nhá. Mở mic không được. Rồi. Được rồi. Tùng cảm ơn Phạm Hằng. Tùng xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom hôm nay, gần 900 người. Tùng cũng xin tự giới thiệu lại bản thân đôi chút ha. Tùng tên thật đầy đủ là Lê Văn Tùng, sinh năm 1981, quê quán là Vũng Liêm, Vĩnh Long, nhưng hiện tại Tùng sống ở Sài Gòn. Công việc chính của Tùng là làm quản lý công ty 3M. Mình 3M là tập đoàn của Mỹ, nhưng mà mình làm công ty chi nhánh Việt Nam. Mình quản lý ngành hàng là gia dụng Cotprice. Mình quản lý khu vực miền Nam. Thì hiện tại Tùng là bố của 4 người con. Thì con Tùng nhỏ nhất thì cũng chưa được 3 tuổi, cho nên Tùng hay nôm na gọi là bố bỉm sữa. Thì trước khi mà đến với BJ thì cái công việc làm việc của bên 3M của Tùng thì nói chung nó cũng phát triển cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau khi Tùng tham gia BJ thì kết hợp với kỹ năng quản lý của những anh chị leader, mình học những cái bài học mà anh chị truyền đạt lại trong cái 6 buổi cung phu, thì từ đó Tùng về Tùng áp dụng lại quản lý nhân sự cho phía bên 3M lại hiệu quả hơn. Vì sao? Đó chính là Zoom đó mọi người. Mình cũng không giấu gì, mình là người đi set up hệ thống, mình đi coi nhà không khói, mà mình làm theo kiểu cơ đó. Có nghĩa là mình muốn đi công tác là coi như một tháng này 18 ngày, mà vợ con mình ở nhà Sài Gòn thì mọi người hình dung mà mình là trụ cột gia đình, mà mình đi như vậy thì đâm ra vợ cũng đâu có vui đâu. Rồi mà gặp sale rồi mình đi đào tạo thị trường thì mình thấy là rõ ràng, nếu mà cái khu vực nào nếu mình đi mà mình không có thể kết nối lại được cho anh em có cái sự gắn kết, để qua mẹ đi. Và từ đó Tùng mới học ở chỗ BC, ở chỗ là mình zoom tất cả những cái sale trong khu vực mình quản lý thì vô hình chung á, thì cũng tạo như một cái môi trường, như cái hệ sinh thái giống hiện tại BC như mọi người đã thấy á. Hằng ngày thì mình gặp nhau trên Zoom, thì cảm thấy cái mặc dù là những người đang ngồi ở đây là có thể là trải dài của 63 tỉnh thành của nước Việt Nam mình, nhưng mà mọi người hình dung được, còn nếu mà gặp ở ngoài đi, còn tự tin với mọi người luôn là sẽ có một cái dáng thân quen, mà nó giống như là quen đâu từ lúc nào á. Tại vì Tùng có offline rồi những người leader tại Sài Gòn Tùng biết ăn uống rồi đùa giỡn làm như là không còn khoảng cách nha. Cái đó Tùng nói thật. Tùng thì cũng chưa may mắn được offline với tổng đại lý Phạm Hằng thôi, chứ như Úc My hay là những cái tổng đại lý Phạm Lãm mà Tùng đã gặp hết rồi đó. Thì đó là Tùng đang nói về cái giá trị mà BC mang lại, đó là về quản lý bên công nghệ ha. Về cái thứ hai nó về thăng tiến bản thân, thì trước đó thì Tùng nói thật với mọi người, đưa Tùng cái Zoom chừng 100 người thôi là nguyên cái miệng của Tùng là nó giống như kéo con rít, không nói được, nó cứng cái họng, không có ăn thịt cá gì hết trơn, mà kỳ lắm. Nhưng mà từ ngày Tùng tham gia, giống như Phạm Hằng có chia sẻ hồi nãy, là tham gia trong 20 người giỏi, Tùng focus, Tùng tập trung, Tùng làm đúng công thức. Đến bây giờ mọi người cũng đã thấy á, Tùng nói là có thể là không ai bệnh miệng được Tùng đâu. Người ta hay dùng từ nói dần tới lên tới cái mang tai là như vậy đó. Nhưng mà mình ở đây mình nói từ á, là nó không phải là mình nói theo kiểu mà vu vơ, mà mình lập luận những cái ngôn từ của mình cho họ cảm thấy là tại sao có sự thăng tiến như vậy. Cái đó là sự nỗ lực đó. Thì Tùng cũng nói thật luôn, Tùng đã bị vấp ngã ở chỗ là 3 tháng Tùng không có focus cái công việc tại BC, đã chính là Tùng đi công tác nhiều quá, và đâm ra cái 5 giờ sáng cũng không tham gia điều độ. Cái mình thấy kết quả của mình là hầu như là không có được như mong muốn. Thì chính cái dịch ở Sài Gòn là tới tháng 6 á mọi người, là Tùng mới focus.
và Tùng kết nối lại cái upline mình forecast, rồi mình forecast luôn, forecast tất cả những cái gì mà mục tiêu mà upline của mình đề ra là Tùng bám đó, là Tùng hoàn thành đó. Giống như tháng 7 là lên một sao, rồi xong rồi tháng 10 Tùng lên 3 sao, thì tất cả những cái gì mà Tùng làm được một phần nữa là cái văn hóa biết ơn. Biết ơn là gì? Những cái người mà upline của mình ban đầu là anh Thiên Tường nè, anh cũng động viên, thứ nhất, thứ hai là Hoàng Nga, thứ ba nữa là Úc My, là cái người lúc nào cũng quan tâm. Tại vì lúc Tùng vào trong BSI là ngày 28 tháng 11, 20, thì cái người mà tổng đại lý mà có cho Tùng hoặc là OBB Tùng cũng là Úc My đó. Cho nên là Tùng cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi nắm lấy cái cơ hội của BSI trước mọi người. Nhưng mà Tùng cũng lại là chia sẻ mọi người là Tùng cũng lại giống như không có kiểu mà phấn đấu giống như anh Thiên Tường. Nếu mà Tùng mà đi cùng anh Thiên Tường giờ này chắc Tùng cũng là được tới cái đại lý chi nhánh giống như anh Thiên Tường rồi. Tùng nói thật. Thì qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ là những anh chị nào ở trong đây á đã và đang tìm hiểu BCA trong vai trò là thăm dò xem cái mô hình này như thế nào, có phải là MOM hay không, thì tôi cũng khuyên một câu chân tình là hãy action đi. Chứ hiện tại bây giờ BCA bước qua một cái giai đoạn đó là tái cơ cấu rồi. Anh chị hình dung được mà mốt là những cái user mà không action là tự động sẽ cắt bã hết, cắt user hết. À, cho nên Tùng khuyên cho tất cả những cái đại lý của Tùng là những người nào không hết sạch thì làm ơn quốc quỷ đi, chứ đừng để đó chỉ trên là cái gọi là cái bộ máy của bên này. À, cho nên là một số người mình nhắc nhở nhẹ thôi, bắt đầu từ hết sạch. Tại vì người ta hình dung mà tưởng đâu là lấy cái tiền đó là giống như huy động vốn cũng thích vậy. Mình không phải là người của BSI, mình chỉ là partner, mình chỉ là đối tác thôi. À, nhưng mà ở đâu đó mình cũng tự tin chia sẻ cái năng lượng này truyền đến những anh chị nào đó. Nếu mà có cơ duyên biết đến BSI là hết là 90% thành công, còn lại 10% nỗ lực hay không chính là bản thân mình vượt qua là tự động sẽ thành công. Và trong cái chương trình mà để mọi người muốn thành công nhanh nhất đó chính là 100 độ C, cái đến là 5 AM. Tại vì sao 100 độ C là mọi người hình dung là bây giờ hiện tại user là khoảng 57.000 trong cái cộng đồng của mình, vô 100 độ C nó sẽ gọi là cô đặt lại, gọi là tinh chất. Mọi người muốn phát triển nhanh thì vô đó, đó là cái môi trường phát triển nhanh nhất. Điều thứ hai là năm em đối với Tùng nó giống như là cái những cái 6 buổi cung phu là người ta gọi là xé nhỏ ra, là gặp thực chiến những cái người là đại lý, tổng đại lý, những người thành công, người ta gọi là giống như cầm tay chỉ việc. Cho nên cái đó là thực chiến nhất, đừng bao giờ mà cứ không vượt qua mà chiến thắng cái bản thân mình mà dạy năm em. Thì Tùng cũng có nằm may mắn nằm trong cái team lead của năm em. Thì có một câu mà mình đang cũng nhắc tới là bạn Mỹ Linh cũng vô sao Tùng, nhưng mà nói một câu rất là hay á. Ngủ là bản năng mà dậy sớm là bản lĩnh. Cũng giống như anh Bùi Tấn Khanh ngồi hôm nay, là có câu anh hay nói thích là các EQ của mỗi người là khác nhau, nhưng cái AQ cái là điều quan trọng nhất. Cái AQ có thể là nó sẽ thắng cái EQ, tại vì trời thiên phú cho mỗi người có cái EQ, nhưng mà tỷ lại cuối cùng người ta không action, cuối cùng người ta fail. Đó thì những cái gì mà Tùng muốn chia sẻ là hãy là chính mình, còn mình là còn tất cả ha mọi người ha. Người ta làm được mình làm được. Ok, Tùng xin trang nhường mic lại cho cảm ơn mọi người đã nghe. Cũng rất là hay là Hằng cũng được nghe. Cũng rất là tuyệt vời các anh chị. Rất là hay các anh chị gửi lời cảm ơn đến anh Tùng đã dành thời gian cho chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Thực sự là không phải không có lý do mà người ta trở thành đại lý ba sao, đúng không các anh chị? Một cái tư duy rất là tuyệt vời các anh chị. Thực sự những người này thì thực sự Hằng nghĩ là không cần gọi là chỉ cần là quăng họ vào bất kỳ môi trường nào họ cũng có thể đạt được cái kết quả, đúng không các anh chị? Em cảm ơn anh Tùng rất là nhiều nha. Những cái câu nói của anh ngày hôm nay rất là hay, cực kỳ hay các anh chị. Ok rồi, chắc là Hằng xin mời tiếp theo là một chị lên đây. Nãy là chúng ta gặp ba sao đúng không ạ, chứ bây giờ chúng ta sẽ gặp một chị nữa, đó là tổng đại lý Hải Vân các anh chị. Wow, đây là một super sale các anh chị, một super sale, và ngày hôm nay chị đã dành thời gian chúng ta chia sẻ, thì Hằng xin phép mời lên đây là chị Hải Vân nha, một super sale, một siêu sale các anh chị, sale xuất sắc luôn. Các anh chị chào chị Hải Vân nha. Rồi ok, rất là cảm ơn tổng đại lý Phạm Hằng đã có một cái buổi đào tạo hết sức là ý nghĩa tối ngày hôm nay. Thì thực ra là tối ngày hôm nay cũng khá là nhiều dung các anh chị. Mặc dù là mình cũng đã trải qua rất là nhiều cái lĩnh vực đó là kinh doanh rồi. Thế nhưng mà cái giai đoạn mà mình gọi là mình thất bại nhiều nhất thì cũng ngày hôm nay cũng rất là mong muốn là chia sẻ đến cho tất cả các anh chị. Để mình biết được rằng là có nghĩa là 10 năm về trước, Vân là một cái người gọi là sợ sệt các anh chị.
À, ngay cả thậm chí là bây giờ là ngồi đây mà chia sẻ cho các anh chị, Vân cũng đang rất là gọi là rung các anh chị nha, gọi là rung. À, và chắc là cũng sẽ giới thiệu một tí xíu về bản thân của mình. À, Vân họ tên đầy đủ là Trần Thị Hải Vân. Hiện tại thì Vân đang sinh sống tại thành phố Pleiku, Gia Lai. À, nhưng mà cái công việc trước khi Vân đến với BCA trải qua khá nhiều công việc và hầu như là trở về con số âm các anh chị. Và cái con số âm đó nó gần đến tầm cỡ khoảng là 700 triệu các anh chị nha. À, gần 700 triệu, và mình có nghĩa là mình nghĩ rằng là mình sẽ không sống nổi để mà mình vượt qua được cái giai đoạn này. Và các anh chị biết là cách đây 10 năm á, khi mà Vân biết đến một cái ngành nghề bán hàng, à, thì cái lúc đó là mình làm một cái minh họa sản phẩm thôi. Một cái minh họa sản phẩm là nước rửa bát các anh chị, nước rửa chén. À, lúc mà các anh chị biết là cái cóp lắm thì mới mua được cái máy tính. À, ngày hôm đó thì bỏ cái máy tính ở phía bên cạnh, xong sau đó là đứng để làm minh họa sản phẩm. Mà các anh chị biết là hai cái tay nó cứ run như này. À, cái lời nói của mình nó không có thở ra được nữa các anh chị, không thở ra được nữa. Và mình nhìn thấy là một số các anh chị bên cạnh người ta bán hàng rất là giỏi, người ta nói rất là giỏi, mà tại sao mình cũng không có làm được. Mình cũng hai mắt hai tay hai chân y chang giống như họ, nhưng mà tại sao mình không có làm được. Và các anh chị biết là lúc đó là anh chị có là gì, có ai đó để mình cầu cứu, có ai để mà mình cầu cứu họ nói giùm cho mình cái đoạn đó đi. Mà mình chỉ có tiếp xúc được một người thôi các anh chị, có nghĩa là one by one với nhau mà mình nói không nên lời, có nghĩa là lúc nào cái mồm nó cũng cứ dính chặt như vậy. Và sau đó thì bắt đầu về ngồi lại, có nghĩa là kiểm điểm với bản thân của mình, tại sao mình không làm được, tại sao mọi người làm được. Và cứ như vậy cứ cố gắng các anh chị, và bắt đầu là Vân là gì, chấp nhận cái khoảng thời gian đầu là tất cả các cái mối quan hệ của Vân á, đi đâu Vân cũng gặp, ngồi một chặp là bắt đầu Vân ngồi bắt đầu là ra ra bắt đầu nói chuyện với họ các anh chị. Nhưng mà nói lúc đó là dở quá, nói dở quá người ta không mua hàng, mà người ta thấy mình là người ta né luôn. Rồi xong rồi Vân thì về lại bắt đầu là cứ âm thầm, ừ không mua hàng cũng được, nhưng mà kỹ năng bắt đầu lên các anh chị, dạn dĩ hơn, bắt đầu dạn dĩ hơn, người thứ hai nói ngon hơn, người thứ hai ngon nói ngon hơn, ok hơn. Nhưng mà lúc đó người ta vẫn chưa mua hàng, bởi vì là chưa tìm được cái điểm chốt, chưa tìm được cái đội điểm chốt của người ta. Và cứ như thế bắt đầu tới cái người thứ năm, người thứ sáu, đến người thứ 10, wow, bán được hàng, bán được một tiết kem đánh răng thôi, một tiết kem đánh răng lúc đó là 129.000, bán được 148.000 các anh chị, lời được có 20.000 thôi, hơn 20.000, 21.000. Và cảm thấy là rất là hạnh phúc, rất là vui các anh chị, cực kỳ vui xuống luôn. Và các anh chị biết là đi ship một cái chai nước rửa chén là 14 đến 30 cây số, vẫn chạy xe trên trên xe treo cái chai nước rửa chén và đi ton 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 ton, đi đến cái chỗ đó là lời cái chai nước rửa chén có 30.000 thôi, không đủ đổ tiền xăng về. Nhưng mà ngày hôm đó cảm thấy vui là gì, vui là mình đã học được rất là nhiều cái kiến thức từ một cái khách hàng đó, đồng thời đó là tăng cái level của mình lên, tăng cái khả năng của mình nói lên. À, và các anh chị biết cái khoảng thời điểm đó mình làm em quay á, ở đây có một số các anh chị biết Vân đang nói là cái gì, các anh chị biết là em quay. Và cái khoảng thời gian đó là Vân nói đang giống như là cái kiểu là mình đi làm từ thiện, bán hàng không có hoa hồng lẻ. Bởi vì sao? Bởi vì các một số các anh chị leader cao ở trên thì người ta ôm hàng, người ta chốt hàng, và sau sau đó là bắt đầu là người ta đi bán phá giá. Lúc đó mình không có bán được, nhưng mà mình cảm thấy là mình hạnh phúc bởi vì mình nâng được cái kiến thức. Và sau đó thì bắt đầu là đi một cái ngành nghề gì đó, mình chuyển sang một cái line hàng gì đó, mình đều có thể bán hàng được các anh chị. Nên là ngày hôm nay nhắn gửi với các anh chị rằng là để có Vân ngày hôm nay ngồi chia sẻ với cho tất cả các anh chị, thì là Vân cũng là một trong những người nhút nhát, sợ sệt, sợ hãi, không vượt qua được chính bản thân của mình. Thế nhưng mà ngày hôm nay Vân cũng có thể là chia sẻ cho tất cả các anh chị. Thậm chí là khi mà mình vào BCA, có những tháng là Vân bán một tháng doanh số cá nhân của bản thân thôi là 180 triệu các anh chị, 180 triệu tiền hàng tại BCA. Mà mình không hề bỏ một ngàn vốn nào để mà mình có gì mình đặt hàng về để mà mình kinh doanh. Có nghĩa là làm BCA quá sướng, cực sướng. Như vậy thì ngày hôm nay đó là cái quyết định của các anh chị. Đó là các anh chị có mong muốn rằng là mình sẽ thành công hay không? Có mong muốn rằng là mình sẽ phát triển hay không? Có mong muốn rằng là cuộc sống gia đình của mình sẽ tốt hơn không? Con cái của mình sẽ học ở những cái ngôi trường nào? Thì đó là do các anh chị quyết định, đúng không ạ? Do các anh chị quyết định cho cái cuộc đời của các anh chị, cho cuộc đời con cái của mình sau này. Và đồng thời đó là cái điều Vân tâm đắc nhất, đó là mình mong muốn rằng là mình sẽ báo hiếu cho bố mẹ của mình. Bởi vì bây giờ các anh chị, nếu như mà các anh chị lo lắng cho bản thân của mình chưa xong thì lấy đâu mà mình hỗ trợ, mình báo hiếu cho bố mẹ của mình được. Như vậy thì mình cố gắng thêm một chút nữa để mình có một cái khoản thu, mình báo hiếu cho bố mẹ của mình, chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ của mình. Đó là những cái điều mà Vân chia sẻ cho tất cả các anh chị. Bởi vì tối ngày hôm nay thì thời gian nó không có nhiều, nên là Vân chỉ là chia sẻ ngắn gọn thôi. Ok các anh chị nhé, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe.
Quá tuyệt vời các anh chị. Các anh chị hãy comment lên là cảm ơn chị Vân đã dành thời gian chia sẻ, đúng không ạ? Là Hằng năng lượng, nhưng mà Hằng ngồi đây Hằng chờ đến cuối chương trình và chị Vân còn năng lượng hơn Hằng nữa các anh chị. Kiểu như là đốt ngược lại cho mình luôn các anh chị. Thật sự là rất là nhiều anh chị là bắt đầu bằng cái việc là bán những cái sản phẩm mà mình lời không đủ tiền xăng xe luôn các anh chị, nhưng vẫn cảm thấy vui bởi vì ngày hôm đó mình đã làm được điều gì đó, đúng không các anh chị? Và mình đã phát triển được kỹ năng của mình. Mỗi ngày mình chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, đó là rất tuyệt vời rồi các anh chị. Chỉ cần các anh chị nhớ nha, thu nhập sẽ bằng năng lực. Nếu như năng lực của các anh chị gia tăng thì thu nhập các anh chị sẽ gia tăng, chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng là tiền nó sẽ đến trước khi bạn cố gắng, bạn nỗ lực. Bạn phải phát triển kỹ năng trước thì cái tiền nó mới đến với bạn. Các anh chị hình dung không? Đừng bao giờ lo, đừng bao giờ nghĩ rằng là tại sao tôi làm hoài mà tiền nó không đến. Bởi vì đơn giản thôi, cái năng lực của bạn nó chỉ ở mức đó thôi. Bây giờ bạn tăng cái năng lực của bạn lên đi, rồi bạn hãy đòi hỏi cái tiền của mình nó sẽ tăng lên. Các anh chị hình dung mà tiền sau. Cho nên nếu khi đôi khi như chị Vân ngày hôm nay là để bán được 180 triệu tiền hàng ở BC, thì chị Vân đã từng bán được những cái sản phẩm gì có chị lời mấy chục nghìn không đủ tiền đổ xăng đó các anh chị. Thì bây giờ các anh chị hãy bắt đầu bằng những cái nhỏ nhỏ, gọi là think big và start small, đúng không các anh chị? Mình hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhặt nhất và mình hãy cố gắng mỗi ngày thôi. Chỉ cần mình cố gắng mình bán mỗi ngày vài trăm nghìn thôi, nó cũng là một cái động lực rất lớn để cho mình có thể hoàn thành được cái mục tiêu tháng, mục tiêu tuần, mục tiêu năm các anh chị, đúng không ạ? Ok rồi, rất là tuyệt vời. Các anh chị hỏi rất là nhiều số điện thoại và cái Zalo của chị Vân. Rồi ok các anh chị, cảm ơn chị Vân rất là nhiều đã đến với cái buổi ngày hôm nay. Rồi tiếp theo là Hằng xin phép là Hằng sẽ mời lên đây là một anh nữa, đúng không ạ? Một anh nữa là đại lý 2 sao. Hằng đây là đại lý 2 sao đó, là em mời anh Bùi Tuấn Khanh, đúng không ạ? Không biết em đọc đọc tên anh đúng không nữa. Đây đây, để Hằng export line của anh vào nha. Rồi, em xin phép mời anh. Anh có thể bật mic lên nha, chia sẻ với mọi người. Đây là anh là làm trong bên lĩnh vực là về ngành công an các anh chị. Và ngày hôm nay thì anh cũng có thể là chia sẻ. Ban đầu Hằng cũng gặp anh cũng có rất là nhiều những khó khăn, nhưng mà sau đó là anh đã đạt được cái vị trí là đại lý 2 sao sau một thời gian hoạt động cùng VSAI. Em xin phép là mời anh ạ. Ok, cảm ơn Phạm Hằng rất là nhiều. Hôm nay nghe em bài chia sẻ của Phạm Hằng cảm thấy nó năng lượng quá. Nhưng mà thực ra hôm nay là đang đang trực cơ quan, mọi người nhìn thấy có nghĩa là cái bảng treo về cái bảng thi đua của cơ quan ở phía sau. Nên là hôm nay Phạm Hằng chia sẻ rất là tuyệt vời, nên là cũng vẫn phải là giơ tay lên để chia sẻ với mọi người một chút. Thì cũng xin giới thiệu một chút, thì mình tên là Bùi Tuấn Khanh. Thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Đấy. Thế thì là qua cái bài chia sẻ của Phạm Hằng thì cái buổi ngày hôm nay là được nghe là lần thứ 2 rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy nó rất là tuyệt vời và cảm thấy nó năng lượng trong người nó lên rất là nhiều. Đấy. Thì cũng muốn chia sẻ với mọi người là đây là cái việc là chia sẻ là cái một số những cái thông tin của cá nhân hay là một số những cái thông tin về về gia đình hay mọi cái về công việc là chưa bao giờ mình chia sẻ lên 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 Facebook lên lên Zalo cả. Đấy. Nên từ khi mà vào mình mới bắt gặp được cái mô hình của BCA cảm thấy nó thực sự là tuyệt vời. Thứ nhất là về cái sản phẩm, thứ hai nữa là về cái mô hình kinh doanh, và thứ ba nữa là về cái hệ thống đào tạo của BCA nó quá là tuyệt vời. Đấy, nên là đặc biệt là những cái chương trình mà như là chương trình 5 giờ sáng, hay là một số những cái chương trình đào tạo kung fu, hay là một số những cái chương trình về về 9 giờ sáng của ngày chủ nhật. Đấy, nên có mình tham gia đầy đủ những cái chương trình như vậy. Và khi mà vào đây thì đầu tiên là mình hãy là những người học trò giỏi. Đây là những người học trò giỏi. Thì ban đầu là mình thực sự là mình chia sẻ trên trên Zoom như này chỉ vài người thôi, mình cảm thấy là rất là ngại ngùng, không không thể chia sẻ được. Ngay từ cái lần đầu tiên khi mà TT đã giao cho cái nhiệm vụ là khi mà đạt được cái cấp bậc là 1 sao, TT giao cho nhiệm vụ là làm cái MC thể lực, thì lúc đấy là phải phải viết ra những cái tờ giấy và phải đọc theo như thế, nhưng mà cũng rất là ngại. Nhưng mà khi mà vào đây thì cái chương trình đó nó đào tạo cho mình những cái mà mình rèn luyện cho mình từ những cái mà để mình trưởng thành lên rất rất là nhiều. Sau đó là khi mà như đến thời điểm này thì có thể là toàn bộ những cái chương trình mà TT giao như là chương trình MC thể lực hay là MC mục tiêu hay là một số những cái chương trình khác thì vẫn có thể là đáp ứng được cái nội dung đó. Nên là làm ở cái mô hình ở BC này mình thấy là cái hệ thống đào tạo thực sự là tuyệt vời. Nên là hôm nay là có 700, hiện nay là đang có 751 anh chị em đang ở trong Zoom. Thì mình hãy khuyên rằng là khi mà các bạn hãy
là những người may mắn đã biết đến cái mô hình kinh doanh này rồi, thì mình khuyên rằng là các bạn hãy action, hãy hành động, hãy là làm cho mình một cái gì đó ở BC này. Và ở BC này là mọi cái mình vẫn thường nói rằng là không có cái gì là thất bại cả, chỉ có là mình đi nhanh hoặc đi chậm thì là chắc chắn là mình sẽ tới đích, chắc chắn là mình sẽ thành công. Và mình luôn có cái câu nói rằng là nếu như mình không thể bay thì mình hãy chạy, mình không thể chạy thì mình hãy đi bộ, và mình không đi bộ được thì mình hãy bỏ. Và cái quan trọng nhất là mình đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy hành động, hãy hành động. Đấy là mình có một cái lời khuyên rất là chân thành với tất cả các anh chị em ở trong Zoom ngày hôm nay. Và cảm ơn Phạm Hằng rất là nhiều vì hôm nay là làm cho mình chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình trong cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Cảm ơn Phạm Hằng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời của anh Khanh, đúng không ạ? Các anh chị ơi, thực sự là các anh chị không có cảm nhận được, bởi vì Hằng thực sự là ngày hôm nay anh Khanh cũng chia sẻ không có gọi là không có hết được những cái gì mà anh Khanh đã từng chia sẻ với Hằng, vì Hằng đã có một cái buổi là gặp riêng với anh Khanh, vì anh Khanh rất rất là chủ động. Các anh chị, cái thời điểm đó anh Khanh không có đạt được cái kết quả như mình mong muốn, bởi vì anh Khanh ở ngoài kia cũng là một cái vị trí xã hội rất là tốt các anh chị, nhưng mà anh cũng vào BSI và anh cũng bắt đầu rất là khó khăn, bắt đầu một cái hành trình mới cho mình và thay đổi rất là nhiều thứ, và anh không đạt được cái kết quả như mong muốn thì anh cũng cảm thấy mình rất là gọi là không được tự tin. Thì khi đó thì anh có là xin gặp Hằng một cái buổi là một gặp gỡ với Hằng, và sau đó thì sau cái buổi dông đó thì ngay lập tức là Hằng thấy là khoảng tầm vài tháng sau là anh đã trở thành lên được đại lý 2 sao, và hiện tại bây giờ đang là một trong những gọi là át chủ bài của team chị tổng đại lý TT Nguyễn, đúng không ạ? TT cũng có nói với em rất là nhiều là bây giờ chương trình 5AM là anh Khanh là lo hết. Rất là tuyệt vời các anh chị. Một đó chính là chính xác là một cái gọi là tố chất của những người lãnh đạo các anh chị. Tức là các anh chị hình dung như thế này nè. Ban đầu những cái người lãnh đạo họ đều giống như mình, họ đều có những cái sự gọi là những cái kết quả nó không được ok, và những cái cách gọi là cái cách làm việc mọi thứ nó đều không được ổn các anh chị. Tại vì cơ bản vì đây là cái mới, một cái ngành kinh doanh mới, và một cái gì đó các anh chị đang bước chân qua và các anh chị chưa bao giờ làm, cho nên các anh chị sẽ vấp phải những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái gì đó mà các anh chị cảm thấy là các anh chị chưa, cá nhân các anh chị chưa thể đạt được. Và đâu đó trong cái những cái giai đoạn mà các anh chị gọi là nãy em có nói với các anh chị đó, là mình cảm thấy là mình tuyệt vọng nhất, thì đó là những cái giai đoạn mà các anh chị cần phải tìm đến những người lãnh đạo của mình, và những cái người đó họ sẽ cho các anh chị những cái lời khuyên và những cái kế hoạch để các anh chị có thể là xây dựng lại. Và đặc biệt là có thể là các anh chị tham gia những cái lớp học như thế này, nó cũng sẽ giúp buổi ngày hôm nay Hằng tin chắc rằng có nhiều anh chị có thể là sẽ cũng cảm thấy là bình thường, nhưng mà những anh chị nào mà đã trải qua được một cái khoảng thời gian hoạt động cùng với BSI, chắc chắn là anh chị sẽ cảm nhận được rất rõ điều này. Những cái điều mà Hằng nói ngày hôm nay, các anh chị sẽ càng ngày các anh chị học đi học lại, các anh chị sẽ càng cảm nhận rất rõ về nó. Và những điều Hằng nói ngày hôm nay chắc chắn là nó sẽ giúp gì đó cho một phần, mang đến một cái giá trị nào đó, giúp cho các anh chị có thêm một cái niềm tin vào bản thân của mình, và thêm một cái sự kiên trì, một cái sự cố gắng, một cái sự nỗ lực, một cái sự và mình ok, mình đang đi đúng hướng và mình phải cố lên, đúng không các anh chị? Mình phải cố lên chính bản thân mình, bởi vì chỉ có chính mình mới có thể giúp được mình thôi các anh chị. Không ai giúp được mình ngoài chính mình. Chính bản thân mình hiểu rõ mình nhất, và mình biết rằng mình đang gặp những vấn đề gì, và mình cần phải tìm những ai để giúp đỡ cho mình, và mình có thể thay đổi được những cái điều gì. Chỉ có mình mới tạo nên được cái sự nghiệp và cái thành công cho chính mình thôi các anh chị. Cho nên ngày hôm nay Hằng xin chúc mừng hơn 700 các anh chị đã ở đến phòng Zoom cho đến cuối cùng. Ngày hôm nay là gần 10 giờ tối các anh chị. Mặc dù có con nhỏ, có rất là nhiều những cái vấn đề, những cái khó khăn trùng bước các anh chị, tuy nhiên các anh chị vẫn phòng Zoom để các anh chị hỗ trợ và các anh chị học hỏi và các anh chị nghe lắng nghe những cái phần chia sẻ kinh nghiệm của rất nhiều những anh chị lãnh đạo. Họ đã là những top 20% dẫn đầu trong cái hoạt động kinh doanh này, trong cái hệ thống kinh doanh của BSI, đúng không các anh chị? Chính vì vậy các anh chị hãy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những anh chị đã chia sẻ trong cái buổi tối hôm nay. Cảm ơn anh Khanh rất là nhiều đã dành phần chia sẻ của mình, dành thời gian đây chia sẻ cho các anh chị. Hy vọng sẽ gặp lại tất cả các anh chị trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo của Hằng. Các anh chị cũng sẽ cố gắng là các anh chị sẽ giơ tay lên ha. Rồi ok, cảm ơn anh Khanh rất là nhiều. Ok các anh chị, mình hãy như chị anh Tùng Tommy, đúng không ạ? Tùng Tommy là đại lý 3 sao, hãy như là anh Bùi Tuấn Khanh là đại lý 2 sao, và hãy như chị Hải Vân là tổng đại lý, đúng không các anh chị? Mình hãy như những anh chị đó đã từng trải qua những khó khăn, từng trải qua những vất vả, từng trải qua những cái vấn đề, và mình vẫn có thể đạt được cái điều đó các anh chị ha.
cố gắng nhớ giúp cho Hằng là giờ ngày hôm nay nội dung của bài ngày hôm nay các anh chị có thể là các anh chị chưa cảm nhận được nhiều đâu, nhưng mà Hằng tin chắc rằng nếu như các anh chị có thể là trải qua một khoảng thời gian các anh chị thực hành, các anh chị bán hàng, các anh chị kinh doanh, các anh chị hoạt động với B-Side khoảng tầm một vài tháng nữa, sau đó các anh chị nghe lại cái bài này một lần nữa vào chương trình 90 ngày Hằng sẽ đào tạo lại cái bài này một lần nữa, và lúc đó các anh chị nghe lại các anh chị sẽ cảm thấy toàn bộ những cái nội dung mà Hằng và các anh chị leader chia sẻ ngày hôm nay nó rất là chính xác và nó rất là đúng, và các anh chị nghe nó sẽ rất là thấm. Và quan trọng là đến cái thời điểm đó các anh chị là vẫn là đại lý, vẫn là cộng tác viên, hay là các anh chị đã trở thành đại lý 3 sao, đại lý chi nhánh và tổng đại lý, ai tin, ai làm theo, ai kiên trì, ai nỗ lực thì chắc chắn nghiêm túc với cái điều đó thì chắc chắn các anh chị sẽ đạt được kết quả. Còn nếu như ai không đủ kiên trì, không đủ năng, không đủ nỗ lực, không đủ cố gắng, không đủ bám sát những cái người hướng dẫn của mình thì chắc chắn các anh chị sẽ không đạt được những cái thành tích, đúng không ạ? Rồi, các anh chị nhớ nha, ở B-Side hồi nãy anh Tùng Tommy có nói là dạ 5 giờ sáng, thứ nhất là 5 giờ sáng, thứ hai là chương trình team 100 độ C, và chương trình thứ ba nếu như các anh chị chưa bao giờ tham gia, chưa bao giờ tham gia vào nó thì chưa thực sự là các anh chị đang làm đang làm B-Side các anh chị nha. Chưa thực sự kinh doanh cùng với B-Side và các anh chị chưa đạt được kết quả đâu, đó chính là chương trình tốc chiến 90 ngày. Và cuối năm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc gặp với những cái người lãnh đạo của công ty, của B-Side, của hệ thống chúng ta. Và chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị gì cho chương trình tốc chiến 90 ngày năm sau vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Cho nên nếu anh chị đại lý cộng tác viên nào mình chưa tham gia vào 5 giờ sáng thì hãy 5 giờ sáng đi. Chưa tham gia team 100 độ thì hãy đăng ký team 100 độ đi. Và chưa tham gia 90 ngày thì hãy dành thời gian cố gắng sắp xếp mọi thứ để năm sau được tham gia chương trình tốc chiến 90 ngày vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7, đúng không ạ? Và trước khi các anh chị tham gia bước chân vào chương trình đó thì các anh chị phải là một trong những người gọi là chiến binh thực sự sẵn sàng là bắt đầu cái chương trình tốc chiến cùng B-Side. Vậy thì các anh chị có khoảng thời gian từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là 4 tháng để các anh chị có thể chuẩn bị đầy đủ những tất cả những cái về bản thân của mình để các anh chị có thể là tham gia vào chương trình tốc chiến 90 ngày để các anh chị bứt phá một cách ngoạn mục. Và Hằng nói với các anh chị luôn, tốc chiến 90 ngày đối với tham gia 5 giờ sáng, Hằng sẽ từ một người không biết bán hàng trở thành người bán hàng. Đối với chương trình team 100 độ C là từ một người là chỉ bán hàng trở thành một người xây dựng hệ thống kinh doanh rất là tốt, đúng không ạ? Có thể tuyển dụng được. Nhưng mà đối với chương trình tốc chiến 90 ngày là một cái chương trình mà nó giúp cho các anh chị đăng gọi là bứt phá được cái doanh thu và toàn bộ những cái hoạt động kinh doanh của mình một cách khủng khiếp các anh chị. Doanh thu của Hằng từ 200 triệu sau khi tham gia 90 ngày đợt 1 nó lên 2 tỷ, tức là x10 lần. Sau khi tham gia 90 ngày lần 2 từ 2 tỷ nó lên là 10 tỷ các anh chị, là x5 lần. Và lần thứ 3 là từ 10 tỷ cho đến 20 tỷ là lần thứ 3 các anh chị. Và lần gần đây nhất chưa cần tham gia 90 ngày các anh chị biết hậu 90 ngày nó còn khủng khiếp hơn. Đó là tính đến tháng 11 vừa rồi, doanh thu của hệ thống Hằng tạo ra là 40 tỷ các anh chị, một tháng các anh chị nha. Thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ làm được những gì nếu như chúng ta càng trải qua nhiều chương trình tốc chiến 90 ngày thì chúng ta sẽ bứt phá như thế nào, các anh chị không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên Hằng mới nói là kinh doanh B-Side mà không tham gia ba hoạt động 5 giờ sáng, team 100 độ C và 90 ngày tốc chiến thì chưa thực sự là kinh doanh B-Side các anh chị nhé. Và nếu như chúng ta tham gia càng lâu càng nhiều và càng trải qua nhiều những chương trình như vậy thì chắc chắn cái kinh doanh của các anh chị nó sẽ bứt phá và nó sẽ đạt được cái tốc độ gọi là khủng khiếp nhất, mà gọi là 40 tỷ một tháng. Hằng không bao giờ Hằng nghĩ được là Hằng có thể làm được cái điều đó các anh chị, nhưng mà Hằng đã làm được rồi các anh chị. Nhưng Hằng làm được và Hằng không nghĩ luôn, tại vì cái app thì nó đâu biết nó xạo đúng không các anh chị, mình chỉ cần nhìn hồi đó thôi, mình thấy như thế thì mình nói như thế thôi, đúng không các anh chị ? Nhưng mà Hằng bắt đầu với việc là bán vài triệu một tháng giống như các anh chị bây giờ, cách đây khoảng tầm 3-4 năm là Hằng làm giống như các anh chị bây giờ. Chuyện đó chuyện rất bình thường và ai cũng có cả cơ hội và ai cũng có khả năng thành công các anh chị ha. Ok, thì cái buổi ngày hôm nay là cái buổi một đầu tiên, chúng ta sẽ kết thúc với một cái nội dung bài tập, đó là các anh chị sẽ giúp cho Hằng là ngày hôm nay các anh chị sẽ đăng một cái bài viết về cái gọi là thay đổi cái bản thân của mình các anh chị. Các anh chị sẽ đăng bài viết, các anh chị có thể tự do đăng một cái bài viết gì đó cũng được, nhưng các anh chị sẽ soạn cho Hằng một cái nội dung rằng là nó sẽ theo cái sườn như thế này nha. Đầu tiên đó là các anh chị sẽ viết cho Hằng về cái việc là bản thân các anh chị như thế nào,
là người như thế nào ở cái thời điểm là trước đây, quá khứ hoặc là hiện tại, sau khi các anh chị đã tham gia những cái hoạt động kinh doanh cùng với BSI, các anh chị đã có những cái sự thay đổi như thế nào, và tương lai các anh chị sẽ nhất định là các chị sẽ có những cái mục tiêu như thế nào, và các anh chị ghi vào trong cái bài viết đó giúp cho Hằng, và các anh chị sẽ gắn cái hashtag là gì? Người bán hàng xuất chúng của Hằng, đúng không ạ? Để khi mà các chị nhấn vào cái hashtag người bán hàng xuất chúng đó, các anh chị có thể like, các anh chị có thể like cho tất cả những anh chị mà đã có những cái bài viết như vậy trong cái hashtag đó, thì sẽ giúp cho cái nội dung bài viết của chúng ta nó sẽ được là tăng cao về cái độ tương tác và độ hiển thị. Và chính là cái điều đó, nó sẽ cái bài viết của các anh chị nó sẽ tạo được cái giá trị và truyền động lực đến cho rất 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 nhiều những anh chị đại lý cộng tác viên khác, và thậm chí là tất cả những cái người mà họ chưa có đi kinh doanh BSI, họ khi họ đọc được cái bài viết của các anh chị, họ sẽ biết đâu đó các anh chị sẽ có được những cái đại lý và cộng tác viên mới cho mình. Ok, mà đây là một cái nội dung mà giúp cho các anh chị là gì? Là thứ nhất, các anh chị ghi lại, các anh chị lưu lại để sau này 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là 2 năm, 3 năm, các anh chị đọc lại cái bài viết này, các anh chị sẽ cảm nhận rằng là cái độ quyết tâm của các anh chị đến như thế nào. Mỗi lần các anh chị cảm thấy là khó khăn, mỗi lần các anh chị cảm thấy là không được ok lắm, các anh chị sẽ gì ạ? Các anh chị sẽ đọc lại cái bài viết này giúp cho Hằng. Đọc lại cái bài viết này giúp cho Hằng để mà các anh chị sẽ nhớ lại, nhớ lưu nó vào một cái album nha. Nhớ lưu nó vào cái album, ví dụ như là tôi 2021 hay là tôi của BSI hay là tôi gì đó cũng được, về About Me cũng được, ví dụ như vậy. Các anh chị có thể làm một cái album như vậy để các anh chị xem lại, ghi lại những cái quá trình hành trình mà mình đã phát triển bản thân và mình đã thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Xong cái quá trình mà mình bắt đầu với BSI và đến khi mình kết thúc, Hằng luôn luôn có một cái album như thế, và các anh chị có thể là đăng một cái tấm hình của chính bản thân mình, một cái tấm hình đẹp nhất, xuất sắc nhất của mình, đúng không ạ? Mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy tốt nhất, mình đăng lên, và mình có một cái bài viết đủ như thế về cái quá khứ của mình hiện tại, và hiện tại mình sau khi mình tham gia những cái lớp học của BSI, mình đã đạt được những cái điều gì. Rồi các anh chị sẽ comment ở phía dưới cái đoạn cuối cùng, các anh chị sẽ ghi về cái mục tiêu của mình, và các anh chị sẽ kèm cho Hằng cái từ này các anh chị nhá, kèm cho Hằng cái câu chữ này, đó là tôi cam kết sẽ không từ bỏ bất kỳ mục tiêu của tôi khi từ bỏ mục tiêu của tôi dù bất kỳ khó khăn nào xảy ra, được không ạ? Các anh chị sẽ ghi cái câu này dưới cùng trong cái bài viết của mình và gắn hashtag là người bán hàng xuất chúng giúp cho Hằng. Sau đó là các anh chị sẽ nhấn vào cái hashtag đó để like cho nhau và comment cho nhau, động viên nhau, đúng không các anh chị? Các anh chị đồng ý với Hằng làm này không các anh chị? Ok ha, nhớ ghi mục tiêu của mình, và cuối cùng cái mục tiêu của mình là tôi sẽ đạt được là tổng đại lý gì ba sao gì đó vào năm bao nhiêu đó, và sau đó là cuối cùng là tôi cam kết sẽ không từ bỏ bất kỳ mục tiêu của tôi dù bất kỳ khó khăn nào xảy ra, nhất định hoàn thành mục tiêu của tôi. Các anh chị sẽ ghi giúp cho Hằng những cái mục tiêu của mình, và trong cái bài viết đó các anh chị ghi giúp cho Hằng cái câu này, sau đó gắn hashtag là người bán hàng xuất chúng, thì Hằng sẽ bấm vào đó, Hằng sẽ like hết toàn bộ các bài viết của các anh chị. Ok không các anh chị? Mình đồng ý với nhau điều này nha. Mình sẽ làm cái bài tập như vậy để các anh chị sau này các anh chị cứ mỗi lần các anh chị khó khăn, các anh chị cứ mở cái bài đó ra, các anh chị lưu lại, mỗi lần mà khó khăn các anh chị mở cái bài đó ra và các anh chị đọc đi đọc lại cho Hằng cái nội dung đó, và đọc đến phần cuối cùng chính là cái mục tiêu mà các anh chị đã ghi ra trong ngày hôm nay. Đó là cái bài tập đầu tiên mà Hằng muốn các anh chị sẽ ghi cho cái buổi học ngày hôm nay. Bao nhiêu các anh chị sẽ cam kết là mình sẽ làm cái bài tập như thế. Ngày hôm nay thì Hằng cũng sẽ làm một cái bài tập như vậy trên cái tường của Hằng. Và Hằng hy vọng rằng là Hằng sẽ hashtag và Hằng sẽ gặp các anh chị, Hằng sẽ like hàng loạt, đúng không ạ? Ok các anh chị nhá. Ok ạ. Rồi. Ok, đăng tối nay cũng được, sáng mai cũng được, nhưng mà tối nay thì nó nóng hơn các anh chị. Tối nay thì nóng. Nói chung một bài viết mà nó vừa đủ thôi các anh chị, đừng có quá dài, đừng có dài quá không ai đọc đâu các anh chị. Vừa đủ thôi. Ok không ạ? Nhớ cái mục tiêu của mình nha. Là tôi sẽ đạt được cái mục tiêu gì đó, đại lý ba sao, đại lý chi nhánh gì đó trong vòng bao nhiêu lâu, năm 2021, tháng 12 2021 chẳng hạn, tháng 12 2022 chẳng hạn, ví dụ như vậy, hoặc là tháng 7 2022, thì các anh chị sẽ ghi ra mục tiêu của mình, sau đó các anh chị ghi dưới là tôi nhất định sẽ thực hiện mục tiêu của mình và sẽ cam kết không bao giờ từ bỏ cho dù bất kỳ khó khăn gì xảy ra. Ok không ạ? Rồi. Hằng xin là kết thúc là cái buổi Zoom đào tạo ngày hôm nay ở đây. Có rất là nhiều những anh chị cũng muốn chia sẻ nhưng mà thời lượng của mình cũng có hạn, và Hằng biết là sáng ngày mai các anh chị cũng có những cái lịch Zoom với nhà cung cấp rất là hay, cho nên là các anh chị cố gắng học 5 giờ sáng ngày mai, bởi vì trong cái đợt Tết này mặc dù là dịch nhưng chúng ta quyết tâm là gì ạ?
sẽ kiếm tiền, đúng không ạ? Kiếm tiền không bởi vì cái dịch mà chúng ta từ bỏ cái việc là kiếm thêm lợi nhuận cho mình. Không phải vì cái dịch mà cái Tết của chúng ta không được ấm no các anh chị. Chính vì dịch Covid mà mình hãy giúp cho mình có được cái nguồn thu nhập rất tốt đến từ kinh doanh online. Các anh chị hãy tích cực lên và các anh chị hãy xem đó như một cái bệ phóng cho chính các anh chị, một cái cơ hội để các anh chị có thể kiếm thêm một nguồn thu nhập để Tết này chúng ta có bánh chưng nhân thịt ăn, đúng không các anh chị? Ok nhá, thế Hằng sẽ mở mic lên và Hằng sẽ chúc các anh chị tất cả một các anh chị có một cái một buổi tối thật là ngon giấc và có những cái bài đăng Hằng sẽ lên hashtag, Hằng sẽ xem các anh chị và Hằng sẽ like cho các anh chị, comment các anh chị và Hằng sẽ kết bạn với các anh chị nhá. Ok rồi, Hằng xin phép mở mic các anh chị và các anh chị có thể chào nhau nhá. Cảm ơn Tùng Đại Lý nha. Ok, cảm ơn Hằng rất nhiều nha. Cảm ơn cả nhà. Xin chào. Xin chào.